mới chê. Hello chị Trần Thu Thủy. Hello chị Phương Nguyên. Vô live chơi một chấm một tim liền với chị nha. Trời dễ thương quá trời luôn. Rồi vô live chơi một chấm một tim liền. Ok là gì? Rồi hồi chuẩn bị đi mới thằng lẻ nữa nha. Vô live cho em một chấm một tim liền luôn. Đẹp quá mèn mấy chị ơi. 62 đổ xuống một vùi giùm em. Bỏ sợ ra đó. Đôi che má này má đỏ. Cưng giả mang cưng luôn. 255.000. Đầu like chút 250. Đó, đôi che má này má hoa đỏ. Nó là dạng vôn nha. Cổ tròn cũng được nè. Đó, mình mặc cổ bẹt bông bên cũng được luôn. Dễ thương quá trời bây giờ. 250.000. Đôi che em đỏ là có đơn không nha. Đỏ là có đơn giùm em. Vô like che 1.1 tim liền. Anh 1.1 tim liền lẻo chị nha. Cái cưng quá, cái đầm này mặc nó nhẹ nhàng tiểu thư gì đâu. Rồi trước tiên em lên cho mấy chị một vài một bộ vàng lẻ đi, đồ hoàng lẻ đi nha. Cho nó từ từ đi, trong đông vô xíu đi rồi em lên hàng cho mấy chị luôn. Đồ nhiều đẹp quá trời luôn kìa. Trời ơi hôm nay đồ đẹp quá luôn. Bán rẻ đầu like cho mấy chị nha. Rẻ đầu like cho mấy chế. Giảm 50.000. Đầu like giảm 50k. Chỉ một ít đầu like thôi nha. Đây 60-65kg vùi cho em ở số 1. Chúc mấy chị giá là 210. 60-65kg vùi mềm. 60-65kg vùi cho em ở số 1 với 210. Số 1 với 210 mềm nha. Số 1 đẹp quá trời luôn. Tặng đầu like nè. Tặng đầu like giảm 50-70.000 nha. Ê sao vậy? Không, nó không đẹp. Nó sẽ không đẹp. Đỡ cho chế gấu gấu. Chế gấu gấu có đỡ. Cảm ơn chế. Đây là màu ấy quá, nó sáng nó vô. Số 1 chế Lan Nguyễn. Nó bị chìm xuống liền luôn. Con bộ nha. Tặng đầu like nè. Em lấy 10 mã tặng đầu like cho chị giá siêu rẻ luôn. Rồi số 2 giùm em. 58 đồ số 1 vừa chem số 2 chúng có trị giá là 170.000. Đó chứ Lan Nguyễn. Trời ơi dễ gì bỏ chồng. Ta ôm chồng ta theo chứ bỏ cái gì. Nè 58 đồ số 1 vừa chem ở số 2 170.000. Số 2 170 mà em mặc là 62 đồ số 1 vừa chứ. Nó dễ thương lắm. Thấy cưng lắm luôn. Số 2 nha. Chúng có trị giá là 250.000. Nó nhẹ nhàng thấy cưng cực kỳ đúng rồi đó. Không thấy. Cái gì hôm qua có bán màu đó nha. Buổi tối hôm qua là chưa thấy màu đó, không có số lượng như hôm nay. Mã em mặc là 62 đồ số 1 vừa hơn. Còn đầm xanh đen không? Đầm xanh đen. Xanh đen. Không biết nó còn màu xanh khác hả chứ. Xanh đen biết còn hay không chị ơi. Rồi chị em vào like cho em liền nha. Em mặc cái đầm đỏ nó thấy cưng lắm. 250 nha. Vào like cho em 1.1 tim liền lên. Rồi bây giờ em lên khoảng 10 mã đầu like. Giá siêu rẻ cho mấy chị luôn. Và xong qua sau đó em sẽ lên cho mấy chị nhiều đồ lắm luôn nha. Bộ cũng có, set cũng có, nhiều lắm luôn. Và một hồi sẽ lên một dạ đúng rồi chứ. Chơi luôn hai vợ chồng đầu quân luôn rồi chứ ơi. Rồi đó. Đóng cửa phòng chẳng chưa? Đi lên đóng cửa phòng chẳng. Rồi cái này ngồi ngay đây, không lặn lên làm xuống. Rồi lên chơi mã số 3. Mã số 3 giùm em nha. 65 đổi xuống một bộ chơi mã số 3 nguyên set luôn. Chốt với chị giá là 170.000 luôn. Mã số 3 170. 65 đổ xuống một vùi cho em số 3 170.000. Số 3 170 giùm em. Số 3 170. Rồi số 4 tặng nha. Trời ơi đùi dập ly nè. Số 4 giùm em. 60kg đổ xuống một vùi cho em số 4. Chốt 120.000. 60kg đổ xuống một vùi cho em mã số 4 120. Mã số 4 tặng 120.000. Rồi mã số 5 giùm em. 60-70kg vừa chơi mã số 5 dập ly.
chốt 170.000 luôn, mình dài 65 lỗ số 1 vừa cho em mã số 5. 170.000. Mã số 5 chốt tặng 170. Số 5 170 cho chị 2 cộng đó mình ơi. Rồi đang mặc là đỏ vậy nha. Cưng mới chờ lên. 250 để cho 2 cộng đồ lẻ nữa. Đẹp quá chị ơi, đẹp thực sự luôn, rất là đẹp. Chị ơi xanh đen không? Chị ơi xanh đen không thấy rồi, bây giờ có màu khác thôi được không? Màu khác thôi được không chị? Đây. Cái đầm này không chút là tiếc nha, kèm quần bên trong cho mình luôn. 6162 đồ số 1 quần em, lấy cái 2 cặp lẻ nó đi rồi. Nè. Đó, có mấy bộ à? 2, 4, 5, 6 thôi, nãy giờ em còn chắc 5, 4 gì đó. Lên cho em liền lẹ mấy chị nha. Lên cho em liền lẹ nha mấy chị ơi. Sao nãy chị vô mở máy sẵn nha. Tên đại cái đi, ý đại hai cặp đó cơ. Em là đỏ vậy nha, 62 đồ số 1 bộ cho em đỏ là có đâu. Đỏ là đỏ giùm em. Rồi em chốt tặng mã số, chị cứ lên số cho em là có đơn nha. Cứ lên số giùm em đi. Rồi mã số. Ê. Mấy cái số bây giờ có lên được không vậy? Ý vô coi đi. Số 3 chế Thi Nguyễn. Số 4 chế Lành Nguyễn. Trước khi vô trước 9 giờ rưỡi anh ta vô ta kiểm tra hệ thống trước đi, ta coi găm chui này kia sẵn đi để vô cái là quýnh quán mà. Số 4 chứ là cảm ơn với Rod Trương, cảm ơn Phê đẹp lắm, đang mặc đẹp dữ lắm luôn á mấy chị, đang mặc xe đẹp luôn nha. Rồi em hết rồi. Không Trần Kim Chi không phải, đồ em, đồ nhà em đẹp. Phơm đẹp á chị, phơm đẹp lên đồ đẹp à. Còn phơm không đẹp lên đồ không có đẹp đâu. 120.000. Rồi mã số. Lên bây giờ mang tay dài chứ ok có, đợi em xí lên liền cho. Mã số 6 nè. Em chốt đỏ cho chế Tú Nguyên, Lê Huỳnh, Mỹ Linh Mạc, Phân Huỳnh, Nguyễn Hương. Chứ là Nguyễn. Ủa là Hiền Nguyễn ơi, đặt hàng là chị đặt hàng màu gì chị ơi? Mình đặt hàng màu đỏ rồi thì mình có màu đỏ, còn nếu mình đặt hàng xanh đen là có xanh đen. Còn bây giờ chị đặt màu đỏ mà chị bỏ chị không lấy xanh đen thì nhiều khi là chị không có màu gì luôn nha, tại vì hiện tại là em hết xanh đen rồi. Đặt màu gì rồi lấy màu đó giùm em nghe chứ yêu nha. Tại vì em đã soạn hàng cho mình rồi á chế. Dạ hello chế Long Nguyên, hello chế. Nè, số này số mấy? Số 6 giùm em nè. Chốt 200.000. Số 6 200. Rồi số 7 giùm em luôn, lên tặng mấy chị nào lẹ lẹ nha cho nó vui nhà vui cửa xong em lên hàng liền luôn nha. Rồi mã số 8. Ô là trời ơi mẫu đẹp nè. 60kg số 1 quần cho em số 8, chốt với chị giá là 200.000 luôn. Chị đặt xanh đen à, à đặt xanh đen là có rồi chị ơi, đặt hàng có, đặt hàng rồi là có rồi nghe chế. Rồi, mã số 7 giùm em. Ừ chế cũng này em đúng rồi, đúng rồi. Cái này em gồm lại rồi. Rồi, mã số 7 giùm em, 200.000. Số 7 tặng 200.000 cho mấy chị nha, số 7 200. Số 7 200. Rồi số 8, chị có cái đợt dịch đó, cái đợt dịch mà nghỉ ở nhà 1 tháng này lúc đó là em mới là tăng cân thôi. Số 7 số 8 là một cái gì đó nha. Rồi số 9 cho em nha, bị nhăn quá tặng 100.000 luôn. 58 rồi số 1 vừa cho em số 9 tặng 100. Số 9 chốt 100k. Số 9 100k dùm em. Số 9 100k. Rồi số 10 là cái áo. Ôi ôi áo đẹp đến 120.000. Số 7 chế Thiên Nguyễn. 65 rồi số 1 vừa cho em số 10 120.000. 65 rồi số 1 vừa cho em số 10 120. Số 10 120. Số 10 120.000 dùm em. Số 10 tặng 120.000. Cái này là em tặng đầu like nha, chứ không phải là em bán nha. Rồi số 11 55-65kg vừa chị mã số 11. Một cái áo là sau này hàng bị chói nắng hết. Rồi mã số 11 giùm em nha. Số 9 cái khánh chờ 55-65kg vừa chị mã số 11. Chốt với chị giá là 200.000. Mã 11 chốt 200.000 giùm em nha. Chị hỏi còn xanh đen mua thêm giùm em. À chị hỏi với chị. Mà bây giờ là em ấy cứ có thấy này xanh đen không? Còn xanh đen. Còn á. Còn không biết mẫu nằm đâu á. Cái đầm này nè, đầm dây kéo một bên á, màu xanh đen. Còn nhưng mà không thấy ở đây à. Rồi lấy giùm em mã này. Chị ơi chị lấy xanh đen cho bạn chị số mấy, chị nói đi rồi em lấy cho. Em coi còn em lấy cho. Em có đầm đỏ không vậy, cặp Phương Huỳnh có không? Có. Rồi để chị Phương Huỳnh chị có chơi. Rồi mã 10, 11 hay 12? 12. Mã 12 giùm em nha. 65-70kg vừa cho em mã 12 chút 200.000 luôn.
65-70kg vừa mã 12 giá 200. Mã 12 chốt 200 ngàn. Mã 12 chốt tặng 200, đẹp cực kỳ luôn. Em bán tặng đầu lai, không có bán nha, tặng đầu lai cho mấy chế đó. Ê. Rồi mã 13 ông sùm á. Mã 13 em 55-65kg vừa mã 13 100 ngàn. Mã 13 100 ngàn. Mã 13 100 ngàn. Mã 13 tặng 100 ngàn giùm em. Rồi mã 14 chốt 50k luôn, 60kg số 1 của chị, mã số 14 100 ấy, tặng 50 ngàn. Mã 14 em tặng 50 ngàn. Mã 14 tặng 50 ngàn. 12 chiếc phút vàng. Rồi mã 15 làm siêu đẹp luôn, chốt 200 luôn, 60kg số 1 của chị, mã 15 200 ngàn. Mã 15 em chốt của chị giá 200. 15 giá 200 ngàn em nha. Cái gì? Mã 15 giá 200. Mã 15 giá 200 ngàn em. 15 giá 200. Rồi 16 nha. 55-60kg vừa cho mã 16 chút 200 ngàn luôn. 55-60kg vừa mã 16 giá 200. Mã 16 giùm em giá 200k. 16 200. Rồi 17 cái màu siêu xỉu luôn, 63 độ số 1 vừa cho em mã 17. Chả không chị ơi, 63 độ số 1 vừa, mã 17 chốt với chị giá là 200 ngàn luôn. Mã 17 chốt 200. 17 giá 200 ngàn giùm em chị nha. 17 chút giá 200. Ê, cái lòng đỏ này, cái buồn nè. 14 chiếc Nguyễn Mai, 13 chiếc Long Úc, 17 chiếc 200 ngàn giùm em. 15 chiếc Nguyễn Hồ. Thôi cho em bánh này mã chữ 245 ngàn, cho em làm chữ thôi. Đẹp quá trời. Trời ơi xinh nha. 245 ngàn cho em mới làm chữ. Lấy gì tiền vỏ ơi. Rồi em lên đồ thì nhanh, lên hàng luôn. Tiếp tục đây. Đây còn bổ lên luôn nè. Mã 18 đúng không? Mã 18 nè. 66 cái vùi cho em mã 18, chốt với chị giá là 190 ngàn đi. 66 cái vùi em. Mã 18 chốt 190. Mã 18 chốt 190 ngàn. Cái đỏ hả? Mã 18 190 ngàn giùm em. Rồi ok, em kiểm tra đơn cho chị Nguyễn Thúy luôn. Để mình đi kiểm tra nghe chứ yêu nha. À vậy hả, tính đầu hàng thành phố Hồ Chí Minh mà mấy ngày chưa nhận chứ. Sáng nay bị gì trời. Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 2 ngày chị ơi. Lên xếp sách nách hồi tối. À ok. Sách nách to đẹp quá trời luôn mà em lên bị trễ. Em lên bị trễ mấy chị đi ra hết trơn rồi. Nó đẹp cực kỳ mà sao nó to nữa, nó hồi em lên lại cho. Đơn ngày hôm qua đang điện chị ơi. Chữ cái khúc phèn. Rồi 60 độ xuống mặt vừa. Gọn cao xíu 62 được ôn nha. Lo cho em đã làm chữ 245 ngàn. Ôi là chàng, nó đẹp nè. Hồi tối gọi rồi. Gọi đơn đi gọi chứ sao chứ. Là sao vậy? Gọi lên nhà em bán này mã chữ nha. Cái màu siêu đẹp luôn. Mặt thoải mái, tay nó hơi tiên tiên nhẹ nhẹ là thấy cưng chưa. Chốt giùm em bán này là mã chữ. Mã chữ mấy chữ 245 ngàn. Em có chữ. Có nâu. Em hai màu chưa bằng Úc. Vâng Út, em hết hàng rồi chị ơi. Cái đó là em tặng á, tặng có bộ ba. Rồi em có chữ với nâu giùm em nha. Chữ với nâu chúc quý chị giá là 245 ngàn. Phong đẹp lắm quý chị, kèm quần bên trong cho mình luôn nha. Kèm quần bên trong luôn, form rất là xinh. Và kèm vó ren cho mình nữa nè. Ở chơi bịch chơi à, vó ren em. Dạ rồi ok, phúc phan chúc kỹ giùm em nha chế. Ê chị ơi em nói thiệt luôn nha, em nói thật sự luôn rồi, cái này nó không ngắn. Nó có cái quần bên trong. Và em là 1m6, các chị về nhà 1m55, các chị sẽ mặc dài hơn em. Em thử đồ quá mấy chị, đáng ra là em phải lùn xíu nữa mới ok. Tại vì đồ này nè, em mặc là 1m6. Nếu các chị 1m55 nữa, chị sẽ dài hơn em xíu. Em bị cao, nên nhìn thấy em mặc vậy thôi, về nhà mình mặc dài hơn em xíu. Rồi chữ giùm em nha, 245 ngàn. Trời ơi, nhận hàng đi. Vải đẹp dữ lắm luôn, chất rất là đẹp nha. Lên cho em liền mã chữ áo lẻ chưa chị ơi, từ từ em lên cho nha. Em lên đồ mẫu đầm trước đi rồi hôm lên sau cho chị. Dạ em lục nhầm chị ơi. Dạ chị khoảng tầm 2 ngày hoặc là nếu mà lâu lắm 3 ngày thôi. Tại vì địa phận thành phố Hồ Chí Minh sẽ nhận gần hơn là dưới Cà Mau của nhà em. Bây giờ lên đây là gửi hàng nhanh hơn cho chị lúc ở dưới kia nha. Nhanh hơn, đi đâu vậy chứ, đi đâu cũng nhanh hơn chứ. Cái đó cái gì vậy? Ừ, kiếm nha. Lên cho em mã chữ liền nha. Dạ rồi ok chị không sao chị ơi.
Rồi lên giùm em chữ nha, chữ giùm em. Chữ với nâu là hai màu đẹp quá đẹp luôn. Chữ cho Quốc Nguyễn 245.000, nó siêu đẹp luôn á chứ ơi. Rồi nâu, cái màu nâu này nè là các chị sẽ yêu liền, dễ mặc dễ mang mà nó sang. Dễ mặc dễ mang mà sang lên cho em nâu liền quá vậy nha. Nâu nâu nâu, hôm nay có áo kiểu không em? Em hôm nay áo kiểu ít hả chứ? Hơi bị ít. Ê, mình hôm nay cái đó là cái gì? Mình ba cái bộ, ba cái đó là ba cái gì? Ba cái màu dự trữ ở dưới đó, đó. Ừ. Lẻ hả? Xong bưng qua cho thanh lý luôn hộ luôn. Để nó chỉ hơi lo bên đó rồi, 2-3 ngày nay. Đập chữ cho cái khánh này nè. Lấy cho em ảnh này mà nâu gì nha, nâu giùm em. Nâu 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 giùm em. 62-60, gọn cao 62 vừa giùm em nha. Chứ thả vỏ lấy chữ comment chữ giúp em nha, chứ em chưa thấy mình comment nữa. Rồi lấy cho em ảnh nâu. Thì giờ anh chị thảo vỏ ra đi. Chưa anh chưa in mã chữ thì bây giờ cứ in mã chữ ra khỏi comment lại. Rồi lên nâu giùm em nha mấy chị nha. Nâu giùm em. 60 gọn cả 62 kg vừa cho em nâu. Quá xinh. Nâu cho chị thảo vỏ. Em tóc hết hàng chứ ơi, em đang cần nè. Em tính là lên Sài Gòn em lấy cái em xài. Tại vì em để quên rồi. Xong rồi bây giờ lên đây không còn cái nào chứ. Ừ đúng rồi. Em á. Hoài luôn á. Lên cho em liền quá chị nha. Má này là má nâu giùm em. 245.000. Quá đỉnh. Trời ơi, mẫu này dễ mang lắm á chị ơi. Đầm đầu lai hết hàng rồi chơi. Ê, cái đầm trễ vai đầu lai chứ còn màu gì mới đó. Còn cái màu gì nữa không? Ở trước còn màu gì nữa không? Hỏi heo nữa là không? Chợ chứ cái tỷ chồng. Còn rất là màu gì nữa không? Ủa trưa nay heo gì bấm máy không? Ủa chứ mày là không cho ý nghe, ý ý gì lắm. Dữ à? Tại vì dưới kho là cưng gần đồ này kia hơn. Gì? Tại thế hỏi vậy đó. Rồi lên giùm em nha. Chị nào hỏi em sắp mắt hồi tối rồi nè. Đây. Nó đẹp quá mà em nên bị trễ đó chị. Đẹp lắm luôn. 220.000, phôn to mà chất đẹp nữa. Quần có hai lớp lót, đừng có lo sợ mỏng mềm cái nha mấy chị nha. Đó, lên cho em mấy mã vàng 220.000, chị nào chưa có chút kịp hồi tối thì chút lại giùm em nha. Vàng 220 giùm em. Nè. Dễ thương không? Chốt vàng lên vàng em 220.000. Vàng lên vàng giùm em 220. Vải nó mềm đẹp lắm mấy chị, 55 65 kg là vừa rồi nha, đẹp hơn em luôn. Em có 50 kg à. Em mặc cái này nó bị hơi rộng một xíu chứ mấy chị mặc là ok to lắm luôn á chứ. Lên cho em vàng 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 220.000, lên cho em áo vàng là có lớn cái gì nha, vàng giùm em. Ê, tập trung lấy một cái gỗ úp đây chứ, để hàng lẻ lên chứ lên nè. Ai vô. Lên cho em áo vàng nha, vải này là nhăn không hả? Chị ơi, nó không được giống như mấy vải khác là nó không nhăn luôn. Nó sẽ nhăn mà nhăn vừa phải, không nhăn quá nha chị nha. Nói chung là mình kỹ thì mình ủi, không kỹ thì em cũng vậy em mặc. Em mặc đại không à? Em mặc đại không à? Vàng cho cái thằng mẹ Kim Anh. Cái gì? Vàng cho cái thằng kỹ à? Mình anh này. Mà còn bán nhiều mình đổi không nữa. Rồi mình đi mua gì vậy? Ai còn tình cho hết trời, hỏi xin nó không có. Mày đang uống gì vậy? Tao coi. Rồi lên em cái này, mã vàng mấy chị ăn vàng giùm em. 220.000. Ờ. Mốt mà hỏi thôi nó xứng đáng. Tôi giả xỉu nhỉ. Lên cho em liền nha. À, có màu xanh cam hay không, lên màu chống chị luôn. Vậy rồi. Cái lượng thành hồng nè. Hồng vàng trắng nè. Hồng vàng trắng. Cái tội làm biến quẹo qua cái đường ngoài đó đó. Vàng trắng lên đủ màu luôn. Hồng xanh. Nâu với ngọc ngọc xanh. Thích màu gì thì lên màu đó giùm em. Cái nào nó cũng đẹp hết trơn á mấy chế ơi mấy chế. Ê cái này 67kg gọn gọn là vô được nha. Vô được luôn á. Tại vì con này không to mấy chị. Đây xanh lá đây.
Thì chị ơi 55-65 là em bao vừa nha, mông 105-106 là ok dùm em. Chốt lên dùm em anh mắt vàng 220.000. Vàng 220.000 dùm em. Bao đỉnh bao đẹp. 55-65 cái màu vàng nhìn nó ưng quá mấy chơi. Màu vàng nhìn nó tay. Xanh cho cái Mỹ Anh Võ Thị, xanh cho cái Nguyễn Thị Thanh Thúy. Chốt vàng lên vàng dùm em đi chị. Chốt vàng lên vàng dùm chị em mà có đâu. Vàng 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 220.000. Xanh mấy xanh cái em thấy có mà chị. Vàng 220. Rồi xanh 220. 55-65 cái vừa. Xanh 220.000. 55-65 ký của chị em xanh 220. Đó. Xanh không có nhiều, có vài bộ xanh thôi mấy chị em hết xanh, em cần hết xanh dữ à. Còn vài bộ xanh nữa là hết xanh dùm em, là có đơn 55-65 ký của chị em xanh 220.000, xanh 220. Cưng quá trời luôn. Xanh 220.000 là xanh dùm em nha. Xanh cho cái Diễm Thuế, xanh cho cái Bích Thủy. Ủa trắng rồi. Cái đường đặng thì có xanh, xanh cho cái quận mình. Đếm xanh nha. Dạ. Xanh trắng. Xanh cho cái Thắng Kim Thuận. Mấy hồng. Theo này. Hết xanh chứ. Thủy trong học mình nói chết. Ồ. Xanh chứ hồi chút ăn. Hết xanh. Rồi cái ở trên có hai cục áo đó, ý không? Sao chế luôn thành nó lẹn hết xanh rồi. Có hai ừ đó quan lên. Em hết xanh. Có cam không hả? Chưa thấy nữa nè. Cái này hình như là em hết cam rồi chứ. Tám có không cam mà hết cam rồi. Có. Đâu? Có cam hả? Đây là không phải. Ờ đúng rồi. Có cam luôn. Cái này nè. Nó đẹp lắm mấy chế. Tại vì tối em lên cái mẫu có xanh à. Em mà lên sớm cái mẫu này thiệt mấy chị là 1 phút 30 giây luôn á. Tại vì cái mẫu này nó dễ mang lắm. Vải nó mềm, chất nó mát, form nó to. Trời ơi, tiêu chí gì dồn cho nó hết trơn luôn. Tiêu chí dồn vô hết luôn. Rồi lá che mã này là mã hồng. Màu hồng sen thấy cưng lắm. Hồng sen giùm em. 220.000. 220 đang rồi cam đây chị yêu ơi. Cam đây. Nè. Cưng quá trời luôn. Chúc cam ăn cam giùm em nha, chúc cam ăn cam cho em. Cam cam cam. Cái hình thấy có tiền. Ê cái đầu mất rồi. Cái đầu mất này nó đâu thấy không vậy? Thấy. Đâu. Em hết xanh. Hả? Tớ chê máy này máy hồng, hết chân xanh này, lấy hồng đi, hồng sen. Làm đi bị maxi vậy có chứ. Chưa biết, chưa thấy chị ơi. Rồi lấy chê máy liền lại nha, xanh 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 thì mẹ máy hồng 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 đi. Càng cho chế Mỹ Anh Võ Thị đi diễn hơi có càng. 55-65 ký vừa chê máy hồng, nó cưng cực kỳ luôn. À, chế Bích Thủy gọi dụng gì kìa. Hồng hồng hồng, màu hồng sen nó đẹp lắm mấy chế. Hồng sen nó rất là cưng luôn. Đây cho bác sĩ có vàng. Heo rồi. Dạ. Quần người ngồi đó đây nè. Quần cái ngồi đó đây nè. Có quần khỏi còn để bên đây nữa. Cái này nó để được cái một hồng nữa. Hồng với tống thì nhung. Chút hồng nữa hồng giùm em nha. Càng chép phan thì hồng 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 giùm em. Là có đơn lên mà lên lâm màu đi chị, không lâm màu không có chị, chỉ là lâm phối không mà chơi. Dạ 65 bao vừa chứ, mông ngực 105-106 lộ vô tư đó chị, bao đẹp luôn, chốt liền đi chơi. Nói chung là hàng này không phải là nó độc quyền nhưng mà hàng size to nó hơi hiếm chứ, thường thường mẫu này về nó sẽ 60 độ xuống thôi, 65 nó hơi bị hiếm luôn, đặc biệt là sắc nách nha, hiếm cực kỳ, xài và size 65 nên nó không có, mình thích lắm thì mua liền nữa chị, để suy nghĩ hồi hết hồi giờ. Suy nghĩ siêu siêu là hết màu luôn. Rồi lấy chim mấy này nó cam giùm em. Cam 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 giùm em. 55-65 ký vừa cho em cam. Nhìn cái mũi nó hành sao nhìn cái mũi chú cam không rồi. Lấy chim cam giùm em nha. Cam 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 giùm em.
cam 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 giùm em. Để dán mày đi là muốn làm sao. Làm cái có thầy gì nói cho mẹ. Cam cho Lê Nguyễn. Cam 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 giùm em. Bình thường mà. Được vừa. Vừa. Cam cho Lê chụp. Ủa? Chứ mẹ phải có cam. Đâu ra đâu. Nhưng quan trọng là cái hóa học. Gì? Dạ cái kiểu tô. Ê đi dạ dạ dưới có mình có ai không đó xin đổi vô ai. Ờ. Chứ vô đại, chứ đi qua vô đại. Năng Mỹ. Năng Mỹ vô chị ơi. Bỏ vô tới rồi. Chút nữa ghi mà chị cũng đeo. Bây giờ không có những cái ca gì hết vô đại, hướng nước vô đại thì sao? Mấy cái ca của em vô đi, rồi đập cái. Ừ. Rồi lên giùm em mắt cam cái gì nha, cam giùm em. Cam có gì? Đang cam có mấy bộ thôi. Mấy cho đẹp đi, từ từ. Chứ mẹ anh bỏ thiệt, có dồn đơn nói với mẹ. Ê, bỏ chút đơn với mọi người, khi chậu lan bên kia sống bưng qua. Lan nào? Chậu lan bên bển. Trên lầu, trong phòng lai. Lan nó lan thiệt đó, nhưng mà nó để lâu cực kỳ luôn đẹp. Ở đâu vậy? Trên lầu với phòng lai, trong phòng bữa mình lấy đèn á. Trong cái phòng bữa lấy đèn có cái bình lan trong đó đó. Lấy cho em liền cam á chị nha, cam giùm em. Thấy heo. Cái bình lan bên bển á. Bưng qua. Cái máy rồi, đừng có hỏi gì hết rồi. Hả? Héo rồi. Nó không đẹp hơn mấy cái này. Nó độ lâu, nó sẽ lâu hơn mấy cái này. Rồi trắng giùm em nha. Thiết kế giá có luôn chế, dòng đơn không đầy gửi. Dạ 22 ạ. Dạ 220 chứ mà size to đó chị ơi. Rồi đó cho em mã này mã trắng nha. Mã trắng giùm em. Em còn nhiều đồ thiết kế có luôn. Nè, trời ơi màu trắng là phiền thoại. Đừng nhìn áo bên trong nha. Bên trong bên này mặc áo sọc nó bị lộ ra. Mặc áo bình thường là không gì hết trơn nha mấy chế. 220.000 nhanh tay liền em. Lên giùm em mã này là mã trắng. Mã trắng, mã trắng giùm em. Cái này như là mày làm gì chi mà muốn người về. Làm gì làm kỹ muốn người về rồi muốn ai làm. Nhớ nha. Mày về chị giao bí kíp đây nha. Lên giùm em mã này mã trắng. Thì ok thì mấy này thì giao một người nữa. Lên cho em mã này là mã trắng em đi gọi. Ổn thư như này. Chung hả? Lượt hả? Giá 220 chị ơi. Lên cho em cái là bánh trắng 220.000 trắng giùm em. Rồi qua mã luôn, rồi thiết kế. Dạ giá 220. Ngoài mắt ác sự hơi nhiều lên này. Ê, dễ em mở. Trắng giùm em nha chị nha. Trắng giùm em. Ê, đi cái lá màu xanh dưới đó đây. Trắng cái là hoài thơ. Chút trắng ăn trắng giùm em nha. Anh xin cho phải đồ. Rồi, để em lên áo cho mấy chị nè. Có mấy cái áo lên áo cho mấy chị luôn nha. Ba mẫu áo. Rồi. Chị bơm quá nhiều. Bây giờ chị mua hàng chuyển khoản cho em 200, 300, 400 gì đi chị. Rồi mình chốt hàng lại bình thường của chị nha. Cho lên hoàng thơ, cho lên trường có trăm. Chữ như quên nè. 185 này cho em, anh em áo chữ. Áo chữ, em mặc chân váy, em còn cái chân váy em mờ. 50-55kg vừa, em còn cái chân váy em mờ. 50-55kg vừa. Lên cho em, anh em áo chữ 185.000, số 180 luôn. Ai thấy nó qua đây cho chứ. Bi đó, ừ. 185.000 cho em áo chữ, thấy cưng đúng không? Trắng cao. Trắng cao thì chắc Nguyễn Nguyễn. Lên cho em anh em áo chữ. Không con khác. Cái đó khác đó. Trời dễ thương quá à. 60 đô số 1 mùa cho em áo chữ chị nha. Gọn cao là 62. Đó.
xem lại set trắng đi hên nữa. Đưa lại cho chị set trắng này, lộn rồi chị biết luôn. Còn lấy cho em mấy này máu chữ 180.000 giùm em luôn. Ai kiểu một tóc luôn. 62 là số 1 vùm em nha, mà áo chữ. Chốt áo chữ, áo chữ giùm em là có được. Áo chữ giùm em. Áo chữ giùm em luôn. Trắng là chế thôi chế. Trắng mặc đi biển đẹp lắm luôn nha. Cái này nè, đi biển. Chụp hình nhóm cũng đẹp luôn. Mấy chị thử đi, giống như là đi chơi bạn bè. Nguyên một khoảng chừng 5-6 chị gì đó. Mấy chế mình mua trắng nè. Mình đọc nguyên một đội luôn. Chụp hình nó rất là đẹp. Đây 5565 kiếm một chem trắng nha. 220.000 là chết. Còn vài bộ nó hết hàng rồi. Rồi chứ trắng trắng cho em có đơn. Trắng giùm em chị nha. Trắng giùm em. Rồi áo đen. Áo đen 260.000 chút cái gì là 240 nè. Có vài cái là hết luôn. Áo đen giùm em. 52 cho đến 58 kiếm vừa. Áo phong Quảng Châu thôi chứ. Chị ơi, áo phong bình thường rồi chị, nãy mặc 2 lần rồi chết. Y chang luôn, phong bình thường không bị ngắn. Em là cao, em là dạng tông cao đó mà em mà không ngắn. Chị cao nhiều. Và lớp chị em mã này là mã đen nha. Đen em, áo đen. 240.000 cho em áo đen. Dạ, chốt hôm qua hôm nay mấy bạn gọi nha chết. Thôi chị ơi, hàng mình chốt ngày hôm qua là ngày hôm nay mình mới được điện thoại nha mấy chết. Chứ không qua chút không điện liền đâu. Rồi, áo đen em. Áo đen là gần bị cháo hết trời. Áo đen chút cái gì giá là 240. Đen với 240. Ngọc Tiền ơi, trắng bộ đó, trắng 50kg bị rộng rồi chết. Cái 50kg mình bị rộng chưa? Rồi áo đen giùm em với áo xanh. Áo đen với áo xanh giùm em. Áo xanh. Trời ơi, đẹp quá nha. Chút 240 luôn. Lấy chìm áo xanh là có đơn. Hai trăm bốn mươi nghìn. Áo xanh 240. Chốt áo xanh cho em là có được 240k. Trắng cái sung sung, áo đen cái phạm thiều. Áo xanh giùm em. Áo xanh 240.000. 240 áo xanh 240. Áo xanh giá 240 em nha, áo xanh giá 240. Chốt xanh lên xanh giùm em liền là có đơn. Chốt xanh lên xanh liền giùm em nha. Xanh lên xanh cho em là có đơn. Bao đẹp luôn. Đó em còn nhiều màu áo đó trời. Áo là 50-60 kg. Chẳng cái đâu đặng thị. Anh chị Mỹ Hoàng ra. Không, rộng em không có chốt của chị đâu trời. Rộng em sẽ không chốt nha. Chị ra qua ngoài đi con. Để chưa ba lên nè. Một. Giỏi Mỹ Hương rồi biết này, quá giỏi à. Ta chị em ở da. Áo xanh là pin áo viên vuông. Dạ chị ơi, áo xanh dạ áo viên vuông. Lấy bự ra. Rồi, nóng mình á. Rồi, mảnh ngồi đi. Cái gì vậy? Lưỡi. Đâu rồi, cái quần da đâu ta? Nó làm cái lòng thịt ta là mấy gián đoạn rồi mà rồi. Cái quần hồng có chứ đâu? Có quần hồng chứ. Có lưỡi. Kìa. Số mấy vậy coi chứ ai. Mới đưa cái bịch đâu rồi. Lên cho em mấy này mấy da. Trắng không mỏng chơi không mỏng. Cago lăng nha. 335 chút 320.000 luôn. Lên cho em da 1, 2. Ê cho hỏi da mấy vậy. Hả? Nó coi cái bịch được, có cái bịch. Đưa xong rồi.
rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, cái đó đó. Gì chết. Chưa xong với hồng với nha, hồng giùm em, hồng 1, hồng 2, hồng 1 và hồng 2. 52, 59 là số 1, 60, 64 là số 2. Chốt với chị cho là 320 ngàn luôn. Lên cho em hồng 1, hồng 2 là có được. Hồng 1, hồng 2 nó là chất cao lăng nha. Đúng rồi chế, áo em đọc size nào là sẽ size đó mà chị nha. Đọc size nào nó sẽ lên size đó cho mình. Giống như là hàng có số 1 thì đọc số 1, ngày hôm qua có size số 2 nữa. Ngày hôm qua số 2 là size 60, 65 mới chế. Cái áo nào ta, không có áo nào có size số 2 nữa. Em lên một màu áo. Gọi lên giùm em liền lẻ nha. Lên liền lên lẻ giùm em. Rồi bi gì đây, bi gì đẹp, cái trời này lên bi, lên bi cho chị luôn. Giờ giờ nè, đồ chơi đâu? Ngồi chơi. Hai năm mươi cho em bi, 250 bi, bi 250. Thun mỹ chị nha. Ê gõ nó ra chưa, gõ đây đầy chứ đi rồi để vô chứ à. Bi 250, bi 250, 50, 60kg vừa cho em. 50 đến 60kg vừa bi với 250. Đi đừng cho đây nổi chế không ta? Hỏi tổng chế. Ở cho em bi liền nha, bi giùm em 50-60kg vừa cho em bi. Chốt với chị giá là 250.000. Bi 250, bi 250 giùm em có được. Chốt bi làm bi. Ê gỡ để vô chứ để chứ chế. Hoa cam giùm em, chuẩn bị lên hàng lẻ mấy chị nha. Hàng lẻ này dễ lựa không? Cái gì vậy trời? Đường chuyên yếu. Ê, lại coi chứ ơi. Vô coi like nhỏ, nhỏ Minh Anh. Mạng bị giật đúng rồi chế, mạng bị giật rồi. Nãy giờ mạng bị giật bị tụt like luôn, 400 mấy còn 300 mấy luôn. Hàng chế với chị đứng lên nè. Được rồi, tụt like, được view luôn rồi kìa. Trời ơi, đúng rồi chứ, mạng yếu quá. Ủa, sáng nay cái anh Việt Theo không có qua à? Hồi nào, hồi nãy là mẹ, hồi nãy là quê, hồi nãy là camera nha. Có, anh không qua. Anh không qua. Đưa chị coi chị điện dưới đây. Mấy chị là mấy người sớm không ta? Bước xuống kia sớm đi chứ ai. Bi xanh ok chế, bị em bị đang like, bị đứng bỏ đèn chị tự nhiên cái nín anh chân à. Còn mình nên em. Bi dạy 50-60kg vừa. Em nói ủa sao vậy ta, sao mà nó không có chân vậy trời. Em giục bộ bi đi luôn này. Để em mặc lại cho mấy chị coi. Em ơi 11 chị có không? Để em kêu bạn kiểm tra. Rồi đó cho em ở này. Không, đi cầu thang một hồi té bây giờ đó. Cái chân kìa. Rồi đó cho em ở này, cam đó chị nha, cam giùm em. 52, 62 kg vừa cam 200 nghìn. Cam giá 200. 52, 62 kg vừa. Tết thiết kế rồi nha. Tết thiết kế 220 nghìn cho em ạ. Ê lộn, ừ đúng 200 nghìn. Cam 200 nghìn, có được chưa mấy chị? Có được cho em một cắm một tim đi mấy chơi. Tự nhiên mấy con nó không ai trả lời chân á. Cho em mấy cái chấm liền đi mấy chơi. Rồi em mặc mã này là mã cam 200 nghìn. Cam 200 cho em có được. Ý để này khó hay tụng mạnh cho nó rớt luôn. Ồ để thấy ngồi không? Ồ nhưng mà mày rồi chắc em mà sáng có lại sửa wifi rồi hả? Đang làm cái gì? Wifi đang làm cái gì? Làm mà sáng rồi vậy sao yếu cái gì? Nãy giờ cũng hơi bị yếu nữa kìa. Yếu rồi được không? Yếu rồi đó nhưng quay lại được nhưng mà nó bị yếu nữa. Ừ. Ê rồi coi tao làm màn á, người ta có làm xong tao có kêu gì đó. Ừ thì này báo nha, tao nói chuyện vậy. Rồi lên giùm em mắt cam đó chị nha, cam em 52-62kg vừa cam. Có vài bộ thôi. Chốt cam lên cam giùm em. Rồi em lên tính chị hàng lẻ luôn đây. Lên hàng lẻ luôn nha. Cho mình dễ chốt hàng quá chưa.
lên lẻ nhau chứ yêu nha. Lên lẻ đây. Xếp đồ sơ mi nữa thì chết. Lên nhiều quá chị, nãy giờ lên nhiều mấy chị kia. Thôi giờ em lên hàng lẻ để cho nó dễ nha. Vừa bán lẻ vừa bán rẻ luôn. Rồi mã số mấy tiếp nhỏ ơi. Số 1. Số 1 giùm em. 65 là số 1 của số 1. Chốt với chị giá là 160.000. Mã số 1 mango quần dài 160. Mã số 1 chốt 160.000 em nha. Số 1 Trang chứ Trinh Nguyễn. Số 1, ừ bạn bị đứng ngoài thiệt sự luôn á. Không hiểu nổi luôn. Rồi số 2 gán cố gắng chị nha. Tại vì em cũng đang kêu nhà mạng rồi á. Mùa đen như còn cái gì mà. Bỏ lại hay là lấy thêm? Đổi lại hả? Đưa lại chứ. Rồi 18 thông có hàng bán không? Tên gì chị nào vậy? Dạ. Rồi 28 mà có bán hết trơn luôn á. Chốt xong rồi đổi. Rầu thịt. Xem ok chế. Rồi em còn các hết xám nè. Nó bán không đủ hàng bán. Sáng là chị kia nói ơi chị em thích màu đó là chị lấy màu đen rồi. Chán rồi. Rồi nè em có một cái áo này nè. Mấy chị 230.000 hết hàng luôn á mấy chế. Áo xám một cái cuối cùng không có cái thứ hai. Lên cho em ở này mà khoác xám là có đơn nè. Khoác xám có xám giùm em. Đầm vét màu nâu đăng hình còn không giả hết trơn rồi chế ơi. Lên cho em ở này mà khoác xám. Nè chốt với chế giá là 230.000 một cái duy nhất luôn. Chốt thì gọi khỏi nói nha. Cái này mấy chị không cho em để lại em mang. Khoác xám để lại cái mày không em lấy nha. Tại vì cái cổ nó cao. Ăn tiền chỗ đó chị, cổ cao mình đi ra đường đó, nó mát và nó thoải mái nữa. Không có lo lắm gì trơn. Chị inbox rồi nhé, ok chị nha. Nhớ gì, nhớ gì, nhớ gì chứ. Rồi nè, áo da nè. Ủa này là 1,2 hay là 2,4 nhiêu ý? 1,2 à. Em thấy nha, chị thấy không? Khoác xám ok chứ. Khoác xám chứ Diễm. Ê, không biết cưng mà nó nghe là cái áo khoác đen còn không? Đưa chị cái Suka. Chị cắt dùng miệng mới, xám nha chứ. Nhìn cái tay gì kìa, nhìn cái tay gì chỉ kìa. Em còn hai cái màu đen. Em còn hai cái màu đen. 65 đồ số 1 bộ cho em hết đen nè. Có 80 cái một chị em lên á, chứ đâu có còn đâu. Vậy em còn hai cái màu đen cuối cùng. 65 đồ số 1 bao vừa cho mấy chị luôn nha. Lên cho em áo khoác đen là có đơn. Khoác đen giùm em. 230.000. Hai cái cuối cùng hết hàng luôn rồi đó mấy chị. Rồi áo da nè. Chị nào chốt em tặng mấy chị giá là 145.000 luôn. Sao mới đọc tên rồi nó hết rồi Tiết Dung rồi. Chứ Tiết Dung mình lên chậm hơn trước kia nha chứ. Rồi lấy cho em ở đây làm áo da mấy chị da mấy em nha. Da nhỏ da lớn giùm em đi. Da nhỏ da lớn tặng 145.000. Áo này mặc đẹp cực kỳ luôn. Da nhỏ da lớn chốt 145.000 giùm em. Da nhỏ da lớn 145k. Khoác đèn chứ nhỉ. Rồi mã bò. Ở đây. Trời ơi, một cái khoác bò á nè. Một cái khoác ê mấy cái hai cái bộ vàng nhỏ. Thấy bao nhiêu chứ nhỏ. Ừ đúng rồi. Thấy cái một bộ đi. Ờ đưa cho nó đưa đi. Rồi khoác bò giùm em nha. Rồi khoác bò giùm em nha. Có một cái một nè. 65 đồ số 1 của trang khoác bò 230.000. Bò để lên gì? Tính mặt dư cho coi rồi. Bò hết trơn luôn rồi. Rồi áo này là áo số 2. Chứ là ăn thúy ơi bộ nào vậy chứ ơi em không biết. Áo dài chứ là em chờ. Áo này em đó là bộ nào vậy mấy bạn? À, áo màu đỏ vậy đó không? Sau lưng con bên anh á. Sọc ngang nè. Ờ. Rồi mã số 2 em nha. Chốt 150.000 cái gì? Bộ 210 là cân nặng nhất em ạ. À. Mã số 2 em nha, giá là 150.000. Có 2 cái à. 280.000 mà chết. Bộ 210 em còn. Đây nè mấy chị ơi. Nguyên thủy của quần 210 là cái bịch như vậy nè mấy chị. Bịch đây như vậy nè. Trời ơi thấy cái quần xịn chưa. Lâu lắm mới có hàng lạ
lại đợt này chứ ở dưới Cà Mau hôm bữa là mấy chị hỏi thăm em là khoảng chừng 2 tháng luôn. Không còn hai bên có hàng hộp đá. À, biết rồi. Màu gì chứ An Thúy ơi? Màu gì hòm lên cho. Nè. Cái quần này nè, là dưới Cà Mau là hết hàng 2 tháng không có hàng. Mới lên đây là đi săn lại được. Đang hiện tại đủ size. Chị em nào mà mua cái quần legging muốn tìm một cái mẫu quần siêu đẹp thì lên liền giùm em quần 210 kèm cân nặng cho em mà có đơn. Có rồi thì thôi nha, chưa có là phải mua. Cái quần này mặc xuống như thời lắm. Chất nó siêu đã luôn. Dạ còn á chứ tạ thì tổng hành xếp beo em còn á chứ ơi. Nè lên giùm em liền nha. Quần 210 kèm cân nặng cho em màu đen nó cháo quá. Số 2 cho chơi liền. Chị ơi, quần á chị size từ 45 đến 75 luôn. Chỉ việc lên cân nặng kèm màu, cân nặng kèm quần cho em nha. Cân nặng kèm quần An Thúy gà in cái hồng size 2. Ủa cargo lăng có hai chuỗi hai bên á. Hồi tối chứ có lên á. Chị, mấy chị lên cho em là quần kèm cân nặng cho em mà có đơn giá là 210 để mặc cho mình coi luôn. Cái quần này mặc xuống lắm á chết. Cái quần này mặc bao xuống luôn. Có 210 nghìn thôi. Mà nó là để nhất trong cái làng quần legging đúng không mấy chị? Mặc xuống dữ trời lắm. Co giãn tốt là một, form quần lưng là lưng cao. Linh Giang là bỏ ra cái gì vậy? Mới thì bỏ ra cái gì? Đầm vôn nhà có luôn á chị ơi. À, lên cho em liền nha. Quần này là quần 210. Quần 210 kèm cân nặng cho em có đâu. Form đẹp quá trời luôn. Lên cho em liền nha. Mã này là mã quần 210 kèm cân nặng cho em mà có đơn. Quần kèm cân nặng. Lên cho em mã quần 210 đi nha. Quần 210 mới là có đơn. Đi còn không biết chứ chuyện chỗ nào không biết. Dì Linh á, không nghe dì Linh hả? Ờ dưới giấy đúng không? Đi tới dưới xong rồi chạy lên. Quên nói gì rồi. Em đang mặc size số 2 chị ơi. Đang mặc là quần size số 2 nha. Quần nó đẹp dữ lắm luôn mấy chị, đừng bỏ qua em nói nha. Rồi cái quần này em mặc luôn. Ai chốt quần thì cứ link quần cho em đi là có đơn. À, còn áo len không? Vậy còn cái nữa chứ. Nè, lên cho em anh này mặc áo len đỏ đi. 280.000 có vài cái là hết hàng rồi. Cái quần này nè, chất nó dày dặn, co giãn tốt mà không xù không dở vải luôn, mặc đã lắm luôn. Chị nào cao mét 62 không bị ngắn luôn, đẹp lắm. Cái quần này nó đẹp dữ lắm luôn. Quần 210 cho chắc hoa sướng. Không tin chút là ăn cái đi về mang coi đẹp không chút nữa chứ. Nhưng mà đặt sao em sợ hết hàng á. Rồi lên cho em anh này là áo đỏ 280.000 con cái một nè. 63-64 được một quần em nha. Lên cho em áo đỏ 1-280. Áo đỏ với 2-80. Chị là chị có quần áo đỏ. Chị áo đỏ chị là loài 280.000 nè, nhìn cái túi nó ấy da. Trong cái túi thôi, hàng Quảng Châu nguyên một con luôn. Túi zip là biết rồi đó mấy chị ơi, hàng trong túi zip là đỉnh mua chớp nha. Cầm cho mày ra. Chứ bớt cho hồng nha mấy. Ui, hồi chứ chị nào uống chị luôn, nó ơn mới hơn chút. Cầm cho mày ra. Đi bớt gần mấy. Trời, định hồn của chị đó hả? Nó ơn mới hơn chút. Lấy cái hồn chế luôn. Thật ngang á. Ngay góc đó, ngay góc đó. Góc ngoài. Trời ơi, bên trong rồi lỗ hết trơn sao bà. Bao ông ngoài đó, trong phòng cho xong viên luôn. Quần chép hôn Nguyễn. Chép tấm phim mà lên số giúp em ạ. Clip đen tối rồi sao? Rồi số 3 Minh Thảo. Số 3 em nha. 53 cho đến 59 kg quần. 53. Ê, quần đen cân nặng cho em mới được. Quần là phải cân nặng mới được nè. Đen nhỏ có size từ 45 cho đến 75 luôn. Phải lên cân nặng cho em 1, 2, 3, 4, 5, 6 tới 6 size lận. Các chị mà không lên cân nặng rồi em biết lấy chị size nào. Đó, áo đỏ. Trời, em mới mặc vô luôn á chứ. Rồi mã số 3 53, 59 kg vượt mã số 3 320.000. Mã số 3 giá 320. Mã số 3 giá 320.000 giùm em. Mã số 3 giá 320 lên liền lên lẹ em mấy chị nha. Số 3 giá là 320k. Quần đen mà lên cân nặng giúp em ạ. Quần đen kèm cân nặng giùm em.
Dạ được chị ơi, nhưng mà chị Đỗ Hằng ơi, mình mua hàng á mình nghe rõ giùm em nha, cân nặng em báo cho chị nha. Dạ quần này là quần ống ôm, chứ đi quanh quần ống ôm nè, đẹp lắm chị. Nè mặc xuống giá men luôn, 53 phân lê ok chế. Cái gì? Rồi nó cho em ở đây mã đen, cargo đi cargo. Mã cargo em có. Thôi kem có rồi chế ơi, cargo đen 250. 55-65kg vừa cho em mã cargo, vải đẹp quá trời. Cargo 250. Đây, hàng thiết kế. 55-65kg vừa cho em mã cargo với 250 em nha. Cargo 250. Quần đen ok chị Thanh. Anh đen có rồi anh chế. Rồi mã cargo đen nha, giá 250 em, 55-65kg vừa, cargo đen 250k. Cargo đen vải chất đã lắm luôn, mặt phơm lên đỉnh lắm. Cargo đen giá 250. Chốt cargo đen lên cargo đen giùm em. 250. Rồi mã số 4. Mã số 4. 50-60kg vừa che mã số 4. Chốt 120.000. Chị đặt hàng hồi nào vậy chứ Lê Thí Dương ơi? Đặt hàng 2 ngày không thấy điện thoại, nhắn tin vào Messenger dùm em liền hoặc điện hotline. Còn nếu đặt hàng ngày hôm qua thì chịu khó ngày hôm nay đợi tới cuối ngày dùm em nha. Cargo cho chế vô kỳ chậu. Rồi, để chị mã số 4 áo lẻ 120 ngàn. Cargo cho chế vô kỳ chậu. Mã số 4 120 ngàn. Nhớ nói gì vậy? Số 4, 1, 2. Ở tay mua đồ muốn đi lắm, tay đi anh mua đồ, đi bản tới bản đã chạy về. Quên. Không phải, phải quên đâu tức đâu, quên nữa, cho con xin cái kẹo được không? Trong khi thời gian nó quay về là mua đồ chứ được rồi. Rồi vàng giùm em nha. Vàng giùm em. Ông đứng em chưa có hàng nha chắc. Ủa ông đứng mà không có hàng hả? Ê, ông đứng là lúc nào mình cũng có hàng mà ta. Tại vì Ánh Loan ok có quần rồi. Quần cho Ánh Loan. Còn đó cho em mấy cargo vàng em. Cái này cái bâu nó sẽ nhọn hơn. Cái kia bâu hơi bồ bồ. Cái này bâu nhọn, vải y chang nhau luôn. Rất là đẹp. Lên cho em liền quá nha. Lên cho em cái này là mã vàng. 55-65kg của vàng 250. Vàng 250. Vàng 250 em. Vàng nhớ 250 em. 55-65kg vừa rồi em nha mấy chị nha. Cái kem còn đó số vàng trái huỳnh huỳnh. Vàng 250. Đây. Vàng 250. Đây. Phân tài nhẫn. Rồi chia cho mọi người chết tôi trời. Bà đem chia cho mọi người đây. Nè. Dày. Phòng tụi này nè. Tôi cho nó thêm trái thì hai đứa mê hồn này đây. Suka. Chiếu em đi đây. Tôi lấy kem ở này. Trời nó nói chuyện nhiều lắm chứ. Nó kêu bằng là nói chuyện nhiều dữ luôn á. Rồi lấy kem ở này má đùi. Thôi lấy kem ở này má số mấy giờ nhỏ? Má số mấy giờ? Má số 5 giùm em nha. 65 má số 1 vừa cho em má số 5 với 200. Đổi là gì? 65 má số 1 vừa cho em má số 5 với 200 ngàn. Má số 5 với 200. Xích vàng chút đi cưng. Dưới đất à. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gì đó. Cái hồ thành số 5 giá là 200.000. Đây thì mình thư lấy đi cho em Minh Anh dùm cho em. Dưới chân cưng á. Cargo vàng dưới hộp luôn. Dạ 280 hiện chỉ có màu đỏ thôi nha. Dưới luôn á, nguyên cọc luôn á. Ờ. Rồi đó cho em cái này mã số 5 á nha, mã số 5 em giá là 200.000. Số 5 giá 200 dùm em. Số 5 giá 200. Còn có dân số đông á hay. Còn mình dân số đông á. Số 6. Quần đen chứ cẩn thùy. Hay là chứ hồng hoa. Ủa là sao chứ bỏ em vậy? Đi đâu vậy? Vậy đây cái em bỏ xong đấy. In chứ cẩm nguyễn ra liền. Số 5 cho chứ 1 cho mũi.
Rồi số 6 em 200 ngàn. Số 6 chút 200, nói nghe luôn nha. Cái ở đây có như chế. Vải đẹp lạ dữ lắm luôn. Vải đẹp lạ cực kỳ, chất đỉnh của chốt luôn. Thằng xuống lắm mấy chị. Lo cho em liền nha, các có hai cái gì? Hả? À, có mấy cái hả? À? Đưa chế. Nhiều. Cái tấm khi em mà lo số giúp em đi chế. Đưa chế em bộ màu đó luôn. Ồ. Rồi em số 6 em. Vải đẹp dữ lắm mấy chị ơi, vải này không bị nhăn, cam kết luôn, không bị nhăn, mặt xuống cực kỳ. Lo cho em ở này mã số 6 nó có đơn 65 độ xuống mực vườn em nha. Mã số 6 Tuyền Võ ơi, đơn hàng hồi nào chị ơi, đang ngày ngày hôm qua là ngày nay nhà em mới điện nha. Mã số 6 giùm em thì em có hai cái áo khoác này. Hai cái áo khoác màu cam. Cái này là nó len ép mấy chị nha. Nó là len ép, chất đẹp cực kỳ luôn. Ống đứng anh chị Nguyễn Hương A có đơn chốt của chị đó. Chị ơi chốt hồi bữa có điện thoại chưa? Có điện chưa chị ơi? À, chị mắc đi đám liên tục, trời ơi sướng nha, sướng sướng nha. Giờ muốn đi đám cũng khó đó nè, giờ lên đây đi đám đâu. Sáu sáng cho tiết cho muộn muộn. Ờ, đi đám, ở đây đi đám ở đâu. Quần, không có. Xu 170 tròn. Ở dưới là có bạn, có bè này kia, người ta mời đám lên đây, ai mời trời. Có, mời chơi. Lên giùm em nha. Mở số 6 rồi mấy đây. Số 6 cái này là nên hỏi số 6. Quần xô mà mình đủ mà đủ sai không? Đủ không? Rồi lấy kem ở này là mã khoác cam. À, số 7 đi, số 7 giùm em nha, số 7 giùm em nha. 65 đô số 1 quần kem số 7 420 ngàn. Cái này mặc vô đẳng cấp liền luôn, nó là hàng len ép, chất đã giả mang luôn. Cái này là vô shop bán là 670 ngàn cái đó mấy chị. Vô shop là 670 ngàn cái mấy chị ơi. Lấy kem mã số 7 nha. Rồi, con người này hả tim cho mẹ ba. Mã số 7 là 200 ngàn. Ê, 420 ngàn. Mã số 7 420 ngàn. Rồi mã số 8 65 độ số 1 vừa trên mã số 8. 65 độ số 1 vừa trên mã số 8. Vải đãi quá trời luôn. Dạ ok liền. Trời, mời nó đi liền. Lên giùm em liền nha, mà nhà em điên lần nào nguyên một băng đông lắm luôn cơ chế. 65 độ số 1 vừa cho em, mã này mã số 8. Chốt mới chế giá là 200 ngàn. Vải đẹp lắm rồi mấy chế. Cái vải lạ quá trời luôn mà không bị nhăn. Em khoái mặc đồ không bị nhăn nha. Tại vì làm biến ủi đồ dữ trời luôn. Dạ anh chị ơi, gọi lên giùm em liền mã này nha, mã số 8. 65 độ số 1 vừa cho em, mã số 8. Chốt mới chị giá là 200 ngàn. Số 8 giá 200, đẹp lắm luôn mấy chế ơi. Số 8 200, số 8 giá 200. Số 8 200 ngàn nhìn em. Rồi cái này nè, em chỉ còn cái mã này là cái áo màu trắng. Nhỏ nhỏ cái miệng này con. Cái áo màu trắng, cái quần màu cam. Bây giờ em tặng cái chị mã này, chốt với chị giá là 190 ngàn. Thay vì mình mua cái áo đi, mình được tặng cái quần. Cái quần thì cái màu nó hơi chói xíu, mình mua về. Xong mình phối với cái quần 210 cho em. Mình mua về mình phối với quần 210, mặc là auto đẹp cho chị luôn. Thử phối giùm em cái đi. Đẹp còn hơn bản gốc nữa mới chết. 65 độ xuống một vừa cho em, mã này là mã số 9. Mã số 9, mã số 9. Mã số 9 giùm em nha. 65 độ xuống một vừa cho em, mã số 9. Bây giờ cái quần này nó nổi quá, mặc thì mặc, không mặc thì thôi. Cái áo đã lời rồi, 190 ngàn. Ai bán áo sơ 190 chị. Áo sơ mi rất là đẹp luôn. 65 độ xuống một vừa, mình mua cái quần 210 này nè mấy chị, mình về mình phối giùm em. Quần 210 này em có đủ size từ 45 cho đến 75kg vừa cho em cái quần của em mang nha. Rồi chốt cho em mã này là mã số 9. Nguyên một set này là số 9, số 9 giùm em. 190 ngàn tặng luôn, em có vài bộ em tặng cho nó hết luôn đi. Số 9 chốt 190 ngàn. Số 9 chốt 190. Rồi, bây giờ em lên cho chị cái mã quần em mang là quần 210 nha, rồi em qua luôn nha. Lên quần xô cho chị nè. Đây, quần 210. Đẹp lắm mấy chị ơi, lưng người lưng cao, mặt không có bị lộ. Chết út hình dáng tên là messenger giúp em nè. Quần lưng cao mặt xuống quá trời. Có mã 9. Quần lưng cao mặt xuống quá trời luôn á chứ. Phong quần nè, chất co giãn thoải mái. Lên quần kèm cái nặng giùm em 210. Quần hàng Quảng Châu. Chất rất là đẹp luôn. Đây, em nói đây. Ôi nè mấy chị ơi, gần hết size dữ lắm rồi. Em bán hôm ngày là 2-3 bữa nay rồi. Là gần hết size. Ê Nguyễn Đài bình luận cái gì vậy? Lên cho em quần liền nha, quần 210. Kèm cái nặng cho em có đơn. Chế quẩy đào cháu này chỉ khoảng nha cháu. Quần 210 có đơn thì không liên lạc được ạ. Kèm cái nặng dùm em là có đơn quá chị nha.
210 cái bánh này đi. Thôi chỉnh cho Phường lên. Bạn có cái quần xô này nè. Cái này là quần xô. Đẹp cực kỳ luôn, thịt bụng da có, chị lên thịt bụng cho em đi là có đơn nha chị nha, bên thịt bụng sẽ gửi hàng cho chế. Nè, quần xô chất giải thì nó mát cực kỳ luôn và nó dành cho chị nào mà thích dạng quần xô, quần ống rộng rộng xíu thì mua cái quần xô giùm em. Thích form rộng rộng, xuông xuông xíu thì mua quần xô giùm em. Quần xô 170 ngàn cũng có size từ 45 cho đến 75 ký vừa luôn. Lên cho em quần xô kèm xô đen kèm cân nặng giùm em, xô nâu kèm cân nặng. Chị bé thì hỏi em gì chưa? Rồi em mặc máy này là mã quần xô nha. Lên quần xô đen, quần xô nâu kèm cân nặng giùm em. Trời ơi, vô một đẹp quá mấy chứ ơi, nó mát cực kỳ mát luôn, vải siêu siêu xuống. Bây giờ em đặt lại hả? Cúc mình hỏi gì cơ? Dạ nếu 2 ngày để em kiểm tra đơn chế nha, có nghe máy không? Coi nó có gì không? Sẽ quỷ không? Có thịt bụng. Rồi, lên giùm em quần xô, chốt nó đã dữ lắm. Để em kiểm tra đơn cho mình nha chứ. Mấy chú ơi, mua hai cái quần này mà mang mấy chị. Quần cái ống của nó đã dữ lắm luôn và mặc rất là mát, chất của nó sang nha. Chất của nó sang nè. Đâu chứ không? Chưa lắm luôn, mua về mà mang đi. Bây giờ hiện tại là em đang đủ size luôn, 45 cho đến 75 kg gì đó là mình vừa. Lên cho em quần xô kèm màu kèm cân nặng giùm em được có đâu. 170 ngàn, ở đâu mà bán rẻ thật sự gì. Quần 170 mà về nhận hàng chắc rất là đẹp luôn. Lên quần 170 mang nhau quần 170. Quần 170 ngàn. Quần 170 giùm em. Ok quần nâu. Em có quần đen quần nâu luôn nha. Rồi áo sọc. Áo sọc 55-65kg vừa cho em áo sọc. Chốt với chị giá là áo này 140.000 em nha. Áo sọc chứ 140 155.000 quá chị nha. Áo sọc 155.000. Sao chị hỏi cần gì? Tại chị muốn hỏi cho chuẩn chứ mới hỏi. Xe rồi chứ tự nhớ biết được. Dạ quần xô ok chế. Dạ rồi ok chị nha. Quần đen căng nặng giùm em mới được. Quần hồng thấm đậm. Ê mấy chế, mua đi mình mang mấy chị ơi mặc xuống lắm luôn. Quần mua xong rồi kìa. Quần xô. Gì đi quần nào? Đâu? Giáo váy hả? Không hết. Không hết. 200. Cái trần hoa có quần. Cái chế đang quần lên chế quần 170 nha. Quần nâu và quần đen 170. Lên quần xô kèm cân nặng cho em là có đơn. Cái quần này nó đẹp dữ lắm mấy chị. Thiệt sự luôn, cái gì mà em lên em nói nhiều quá mấy chị. Em nói nhiều. Công nhận là mình lên đây đứng bán hàng phải nói nhiều để mình cho mấy chị mua. Nhưng mà cái gì mà em ngồi em nói hoài là phải mua đi. Tại nó đẹp quá mà không mua là tiếc. Mua nhận hàng xong về là sẽ khoái nhà em mua hoài luôn. Cái vấn đề của em duy nhất đó là các chị phải mua. Mua đi, nhận hàng đẹp. Ôi lắm, khoái liền. Có 170 ngàn thôi, đưa chiếc cục sạc kia. 170 ngàn lên cho em liền nha. Quần xô kèm cái nặng giùm em có đơn. Quần xô. Ê, mốt sáng đi, đúng rồi đó nha Minh Anh. Minh Anh yêu quý. Đúng rồi chứ. Đúng rồi. Form nó như quần đứng vậy chứ. 10, 11, quá đẹp luôn. Ra im đừng nói chuyện con. Rồi lên cho em quần kèm cân nặng giùm em có đơn. Rồi áo em mang là áo em đang mang là giá là 150.000. Quần xô ok. Quần xô cho chế Hoàng Thúy 170.000. Chế Thu Quỳnh. Thì mua giùm em hai cái cho khỏe mình á, mua hai cái cho mấy em. Nguyễn Thị Ngọc Danh có hai quần à. Quần đen và quần nâu. 170.000 chất mặt xuống dữ lắm luôn, chất mặt rất là đã nha. Đỉnh của chốt luôn á mấy chị. Quần đen và quần nâu giùm em. Chốt liền chốt lẹ cho em là có đơn. Quần đen và quần nâu. Cái quần giá
em cực rồi. Quần đen quần nâu trời phong đẹp dữ trời. Cút quần ơi, không nghe máy rồi chứ ơi, không nghe máy mình chốt hàng không có được đó chế. Rồi sao điện thoại chốt đơn trời. Người ta bán hàng online là người ta nhờ là điện thoại chốt đơn qua điện thoại. Mình có còn nói với nhau là nhờ cái điện thoại mà bây giờ không nghe máy là coi như là mình đứt với nhau hoàn toàn rồi, lấy gì mà giao hàng nữa chế. Cẩm Nguyên lên căn nặng cho em, Cẩm Nguyên lên. Cút quần mình giữ máy em nhờ Duy Nhiên gọi mình nha chứ. Cẩm Nguyên ơi lên căn nặng cho em, rồi nâu nè. Chút nâu ê nâu là phối với cái áo da đẹp dữ lắm. Ui trời. Chút nâu lên nâu giùm em anh chơi. Nhân viên đang gọi cho Cút quần giữ máy giúp em. Quần nâu kèm căn nặng giùm em. Quần chiếc Cẩm Nguyên. Quần nâu và đen nên mua, đẹp cực kỳ luôn. Dạ đúng rồi chứ không. Lên. Nhỏ cái miệng nè, lên hết chứ. Quần nâu, quần đen giùm em. Chưa, em còn sót lại thằng con trai của em nữa. Lên giùm em, anh này là mà quần đen với quần nâu 170.000. Đây. Đẹp lắm, mua lẹ đi, đừng bỏ qua em nó. Chỉ nói một câu là nó rất đẹp luôn. Rồi, liền lẹ quần đen, quần nâu 170. Quần nhà em không có nhiều mẫu đâu cái gì. Hả? Tối 1 giờ rưỡi, ngủ. Ờ, sáng lúc sớm. Lên đây là chế đi ra, không đi ra hay không? Bây giờ bật chạy nó bật hay liền quá. Rồi em có quần giá váy không chế? Quần giá váy nha. 65 đổ xuống một vừa cho em quần. Chế đây để lại là số giúp em đi chế. Quần giá váy 200.000. Quần này là quần xẻ nha, quần xẻ nha. Quần xẻ 200. Mặc cái này là cưng lắm luôn á chơi. Mình vừa mặc người ta giống như là người ta nhìn mình thì ta nói mình mặc cái váy. Nhưng thật sự không phải, mặc cái quần. Lên xe máy rồi mình ngồi là thoải mái luôn, không có sợ bị vướng víu ra ngồi khó khăn gì chân á. Cái gì? Còn sao chiếc kem ra được chưa? Dạ rồi. Lên cho em quần giả váy kèm cái nặng giùm em. Chốt cái gì giá là 200.000 cho mẹ xem. Chiếc kem đẹp có quần. Xúc ra, xin miếng ấy. Chứ lại là có quần ạ. Bánh hả? Bánh hả? Anh chứ Xuân Nguyễn ở đây cưng. Sao nhỏ như vậy trời. Không. Tụi tụi biết. Cái bạn mẹ cái đầu rồi. Cho không nha. Hello chị Mỹ Thanh. Uống nước vô. Tao quần giả váy em nha. Quần cái đây lê. Quần giả váy thì chứ kiểu anh 200.000 mà xuống trời luôn. Sang quá à. Lên lên cái mẹ trời ơi đổ nước nha. Quần giả váy kèm cái nặng cho em mà có đơn đẹp cực kỳ luôn. Có 200.000 rồi mới chứ. 200. Lên quần giả váy liền lẹ giùm em. Đó. Còn vài cái là hết hàng đó chị. Dạ nhớ anh nữa luôn. Quần giả váy kèm cân nặng giùm em. Quần giả váy áo sọc ok chứ. Quần cho trái lệ chi. Trong tài khoản á. Rồi 65 mà số 1 bộ cho em. Trời ơi xám. 220 chút 215.000 luôn. Xám 215.000. Không quá. Ôi là trời chứ Hoàng Dương ơi, chứ còn đây không chứ Hoàng Dương hồ.
hôm bữa kiếm không ra, hôm nay đem qua rồi nè chết, hôm nay đem qua đây rồi nè, đem qua đây là like cho mấy chết nè, hôm bữa để bên bên nhà bên kia. Rồi nó quá đừng tới tối rồi. Ở trong đời có Alaska hay là có tâm hồn không vậy? Đó. Có mà ở trên thời mà nội nội quá chị. Có tâm hồn bự luôn. Rồi lên em bánh này là mã 6 nha. Hồi chị ba lên dớt đi nhỏ. Là 6 nha nha. 65 là số quỳ cho em 8. 200.000, 215.000. 62-15.000. Quần giả váy thì chốt liền em nha. 62-15.000. Trắng 2-15.000. Xanh 2-15.000. Vàng luôn, vàng có 1 bộ nè mấy chị. 215.000 em. Vàng trắng rồi xanh hả hả rồi xanh giùm em nha. À, dạ đúng rồi, em lên 22 ngày nay chị. Dạ, cho chép Vi Nguyễn em lên 2 ngày nay rồi chứ. Lên cho em này nó xám gì nha, 866 giùm em. Trời ơi, cái màu gì mấy chị, hồi không 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 đến thinh là trời, cái màu nó đẹp cực kỳ luôn á, cái màu nè, cái quần này siêu đỉnh luôn. Thì con này mặc về xuống 215.000. Lên liền em nha. Xám 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 dùm cho em. 215.000 xám. Trắng trắng lên xuyên mua nha, cưng lắm. Ủa sao em gắn vậy ta, em đổi cái quần, em đổi cái quần ăn chi trời. Trắng trắng cái tét nha. Ê hồi em hốt quần trắng cho mày. Không có đồ mặc ở nhà hả, mày đem đồ lên đồ ngủ không à. Hoặc là trời tối chứ nghĩ tụi nó cũng nha. Mày vô ý đứng mua xỉu. Nếu mua lớp đâu. Chứ nó nhìn trước trên trảnh chứ phải đồ á. Chị mở cửa nó ngoài chỗ này luôn á. Tắm nó bước ra. Đèn dọn như tao đứng ngoài đó đó. Đấy là chứ. Ý dịu á. Lên cho em trắng nha, đẹp cực kỳ luôn. Rồi xong rồi nó quảng rồi nó vô nó mở cửa nó chứ mấy mày em có đứa nào không rồi. Chứ mới nói bây giờ mày đi dưới vòng một con sến á. Ờ thấy bà hơi mới nằm dưới nữa đó. Có trắng kìa. Trắng cái tuyết nha, cái thôn thủy, cái thôn hạ. Nó là lớn, lớn không. Không rồi đang nói chuyện xíu nữa, cái xô khá lù lên. Hồi đó không nghĩ là ở hơi lên luôn. Rồi vàng. Chứ thế nó bây giờ mày đi xuống dưới chỗ ông thơm dưới anh á. Bà hơi mới đang ngồi vô bên dưới á. Lên trên bánh này mà vàng. Vàng giùm em. Quần đen ok chết, vàng có 1 bộ rồi. Vàng có 1 bộ duy nhất nha. Vàng 1 bộ duy nhất luôn. Vàng 1 bộ duy nhất và cuối cùng. Rồi xanh lá. Mấy cái này mua đó mấy chị. Lâu lâu mới về một lần. Ok cứu hình hú hồn mà trời, là anh nhớ hết hồn mà. Điện không được là nghe hú hồn nữa. Rồi xanh giùm em nè. Thật sự chút hàng cái gì mà nghe điện không được là giống như là nó bị hụt hẳn cực kỳ luôn. Rồi là xanh trắng rồi. Hết trắng rồi còn bộ vàng cả, trời áo bộ vàng của em đi. Sao anh cho chế hoàng dạ không? 40... Sao anh cho chế Nguyễn? Ê chứ Hoàng Dương rồi lấy xanh lá chị đó đi. Em đang kiếm cái nãy giờ với Hoàng Dương mới lấy hàng qua nè chế. Em kiếm chế nãy giờ luôn. Để đồ ở bên kho bên kia á. Nên chị hỏi em hoài mà em tìm ra không được. Ok Lan Lê có quần. Chứ Lan Lê mình có rồi nha chứ. Lan Mỹ ok chứ có xám. Có gì ăn không chị chứ. Không có da cơ. Chứ Hoàng Dương không có da. Rồi lá không có da mà có này nè chị. Có biển nè. Màu biển với lại màu hồng. Ê lấy màu hồng đi chứ Hoàng Dương. Màu hồng này hồng. Lá cho chị dùng nhiều. Hồng hồng da da chứ Hoàng Dương. Đẹp lắm. Em nãy cho em chi lùng chứ em kêu chứ quá trời luôn. Rồi hồng với biển và xanh lá. Tôi bán đi. Đi đâu vậy? Còn đen cái tấm thì có lòi ạ. Ờ. Xin gì thư đổ miếng không? Dạ rồi ok Trang Nguyễn. Rồi xám. Xám. Biển. Vậy uống miếng anh. Đi dùng cái em uống anh nghe xin miếng. Nó đừng có nổi đâu. Cũng hết rồi. Con dinh nhảy cái này không có con dinh nhảy. Thôi nghỉ đi, ngồi yên đàng hoàng đi. Rồi, biển giùm em nha.
đẹp hết á. Biển 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 xám xanh lá, biển xanh lá xám. Sáng chứ Hoàng Dương mất mua lên đó. Để quạt cho nên là mở cái mắt em mở cho. Lôi cho em liền nha. Xanh lá xám hoa hồng với biển. Biển hồng xanh lá xám 215.000 hôm nay em bán giảm nó bình thường là 220 đó mấy chị ơi. Nè xanh lá em nha, mang xanh lá mấy chị nha. Xanh lá xanh lá. Xanh lá em. Ủa rồi rồi rồi. Mà có còn buổi tối là báo chưa? Buổi tối có chưa? Chưa luôn hả? Chấm thi lâu kết quả gì? Tao chơi bánh này nó xám. Lâu quá giảm đi. Chứ làm thu hồng có xanh lá chứ này, còn có biển rồi. Một bộ hai bộ xám nó hết hàng rồi nè. Một hai bộ xám nó lên hết hàng. Ê mấy chị cái màu xám nó nhung nhung nè, mặt sang quá trời luôn. Thôi bộ xám mày, chị em chút sang lên xám mày. Cái váy quần, em mê cái quần với lại cái áo này vải đẹp quá trời luôn. Rồi biển nè, màu biển cũng đẹp nó mới đẹp. Biển với hồng rồi em qua mã luôn nha. Biển với hồng 215.000. Đây, biển đây. Đó. Chút biển lên biển giùm em nha. Biển lên biển giùm em. Vải áo nó mát chịu lắm luôn. Chất áo nó đẹp vậy. Trời ơi, còn bộ vàng nè. Nghĩ sao vậy mấy chế? Ai đồ em vàng nhiều quá trời à. Em là đồ em vàng không luôn á mấy chị. Đây nè, vàng. Tại vì mạng học màu vàng. Phong thủy, bé vàng không luôn. Rồi vàng, vàng, vàng giùm em. Chút vàng lên vàng giùm em nha. Sáp chế lên thì thông hơn. 215.000, vàng có bộ một luôn. Rồi hồng nữa là em qua mã nha. 65 bộ số 1 vừa em nha mấy chế. Rồi hồng. Sáng chế phòng Hải Vân. Em xin lỗi chế phòng Hải Vân em hết xám rồi. Em rồi còn hồng, hồng, biển hồng, và hồng vàng. Hồng hồng hồng. Hồng chế Trịnh Ngọc Phương. Rồi qua mã hết. Ôi trời. Còn nữa nè. Kéo lên rồi. Còn nữa mấy chị ơi, màu da có là chết rồi, em xin lỗi chú Hoàng Dương, chú Hoàng Dương ơi. Không thấy, không thấy, không thấy, không thấy là không có tội. Rồi. Ủa đây mình có màu hồng gì vậy? Cái này giống không? Này là hồng, hồng cam. Cái là hồng cam. Là màu da nè mấy chị. Nhiều lắm mấy chị. Sao thấy nặng quá vậy? Quá đổ quá chưa mày. Đây nha. Đây nha. Rồi 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 nha. Đây chưa. Em hết sáng còn hồng vàng biển à. Rồi da nè chứ. Chút da đi chứ. Để bên dưới đi. Để nó đổ. Da 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 cho em. Con đi con đi vậy á. Chứ không da bên nào mình nào lại giúp em nha chứ. Chị không phải không có sao không có à, chị hết là chị đổi da đi chứ. Đổi da đi chị ơi. Da nè, màu da thì mặt sáng da lắm luôn. Chút da lên da mẹ em nha. Da chứ mày vô. Da, da, da. Rồi cái này là hồng cam, cái kia là hồng, kia là hồng bình thường, này là hồng cam cam ấy nha. Cái này lên cam đi. Lên cam cho em nha, lên cam cho em thì là hết mã luôn rồi đó. Chút cam lên cam cho em một cái đơn. Cam, 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 hồng cam hay cam sữa. Đó. Chút cam lên cam giùm em. Chứ cái vật phun nó lấy gì vậy? Hả? Rồi lấy cho em bắt cam nha, cam giùm em. Hello, hello nhỏ. Cam giùm em là có đơn. Thế Ngọc Phương có da. Cam, cam, cam. Chốt cam lên cam giùm em. Tầm hàng lẻ nào hôm qua không có hàng chốt nè. Ôi là mẹ. Tầm không có chốt mà bây giờ nó nằm lẻ ở đây. Càng cho chiếc phòng hải cơm. Nè Minh Anh. Biển cho chiếc anh đặng. Tập nó nằm bên đó đó, đó nằm lẻ đó. Mà có chốt không vừa lấy qua chốt. Đây dây dây. Cái ăn nó nằm lẻ luôn. Cargo nè. Cargo 1, cargo 2. Rồi lẻ tay nhanh tay luôn. Hàng lẻ nha, cargo 1, cargo 2, 330.000. Cargo 1 là 55-62kg vừa, cargo 2 là 63-70. Hàng này là hàng hiếm rồi. Nếu chị cho hàng kỹ giúp em không đổi qua đó lại được nha.
không, chơi. Đừng đổi nha, đổi một chị đổi hết giờ em không đổi nữa. Giờ ngưng đổi, không đổi nữa nha. Không chốt thì em bỏ đơn ra luôn. Em nói thiệt với chị nha, gì nào cái gì, mình là có xu hướng đám đông. Khi mà em không cho đổi thì em khó khăn, khó ưa quá, thì mình bán hàng chị là không được. Nhưng nếu mà em cho đổi một chị là những chị khác sẽ đòi đổi theo. Nếu em không cho, chị nó sẽ nói là tại sao lại phân biệt không cho chị đổi. Chị cũng là khách hàng mà, nên từ đây giận buồn em chịu, chốt chắc giùm em không đổi hàng nha. Đổi là em sẽ không đổi, còn nếu bỏ ra ok bỏ ra em bán lại, chứ không đổi hàng nữa nha mấy chế nha. Rồi lên em bán này mắc cargo. Cargo 1 và cargo 2 giùm em 55 cho 62 kg là vừa. Nhiều 6 mấy. Cargo 1 và cargo 2 hàng hiếm, 1 bộ 2 bộ 2 1 bộ 1 là hết hàng luôn. Đứt hàng ngày hôm qua rồi, cái này là hàng lẻ. Là hàng lẻ. Nên em không có thấy được nó thôi, chứ nó rất đẹp luôn. Có. Ê chị mượn mà chứ mà em ơi để cả. Lấy cho em liền nha, em mượn cái điện thoại ấy. Điện thoại có kiếm không? Nó hoài hoài. Cái cho trái trần ngon. 300 ngàn. Ừ. Cái gỗ này chế lòng phan kim. Em hãy gỗ 1 ạ. Gì? Rồi lên em với chị nha. Lấy dùm em bên này cái gỗ 1 và cái gỗ 2. À bộ đen còn bộ không em chết liền em. Còn đen bộ không em, nhưng bộ đen này chứ ơi. Rồi cái gỗ 1 và cái gỗ 2 dùm em đi. Cái gỗ 1 và cái gỗ 2. Ê có mấy bộ nha, coi kiểm tra nha. Cargo 1 có 1 bộ, cargo 2 2 bộ gì đó. Rồi chữ. Chữ 1 và chữ 2 kiểm tra chết luôn. Rồi chữ 1, chữ 2 330 luôn. 1 2 bộ à, không có nhiều, cái này là hàng lẻ á mấy chị. Hàng xả điện không được hoặc là lý do này kia đó mới chết, chứ không phải là hàng này là hàng còn đó. Em có em bán hết trơn rồi. Hôm qua chốt em báo hết không nó mới chết. À bắt đầu tới rồi nè, tới nha. Dạ hết đi chứ gia bảo cargo 2 đi chứ gây tay ngọc thu nếu hết mã cargo. Rồi lấy cho em mã này là mã chữ. Chữ 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 giùm em. À quần sọc em không có màu đen, em chỉ có màu khác thôi chứ em không có màu đen. Chỉ có màu khác chứ không có màu đen nghe chứ. Rồi lấy cho em này mã chữ. Chữ chữ dài chị 330 chứ đẹp dữ trời lắm. Thiệt sự luôn á, đầm em á, trong vàng đầm nha. Em ưng cái này nhất luôn à. Cái nó đơn giản, nó không quá cực kỳ nhưng mà nó đẹp, nó sang, phải đại tốt. Nè, co giãn nè. Chất dày dặn co giãn nó mặc xuống nó luôn. Chị Thảo Võ ơi, lên cái nặng cho em chị ơi. Chữ kèm cái nặng giùm em có đơn. Em còn 1 2 bộ là hết hàng rồi. Rồi số 1. 55 62 kg vừa. Số 2 60 đi 6 5 số 1 55 62. Số 2 63 70. Đó, lên cho em liền cái gì nha. Em không làm cho cô chứ tâm tình này chữ xóa hơn cho chứ vô thì đen. Chữ 1, chữ 2. Chữ 1, chữ 2 giùm em liền lẻo nha. Chữ 1, chữ 2 giùm em. Nó vô được không? Nó vô được không? Nó quan trọng đó. Chữ 1, chữ 2 giùm em. Rồi bê 1, bê 2 nè. Ở nút đường. Ờ rồi sao qua được cái khuôn viên đó. Chữ 1, chữ 2. Chữ 2 cho chép anh chưa. Sọc 1, sọc 2, bê 1, bê 2. Bê 1, bê 2 có 1 bộ, 2 bộ à. Bê 1, bê 2 giùm em 330 ngàn. Bê 1, bê 2, 330. Bê 1, bê 2 330 ngàn. Cái nào em quỷ không có à. Mình hết màu này mình lấy màu khác liền cho em đi. Bèo 1, bèo 2 giùm em. Mà xong. Chữ cho chế vô trần. Như vừa là nấu ba rắn quá đi chợ sớm. Lấy cho em mấy này mắc khoát. Cái gì? Có rồi. Tao có mắm ra khô mấy đứa. Chữ 2 chế đạo bỏ. Lấy cho em anh này mà khoác đen có 1 cái luôn nè. 230 ngàn.
cái gì? Lên liền, lên liền. Em hết chữ 2, còn chữ 1 ạ. Anh nói gì trời. Này có máy gì nữa. Mày lấy gì tôi vậy? Rồi đùi đỏ giùm em nha, đùi đỏ giùm em. 309. Chốt 240.000, phát đèn con cái kìa nhỏ ơi. Phát đèn chứ thảo bỏ. Chứ cầm tên em hết mà chữ luôn còn. Ở em hết cao gơn còn chữ nha chứ ơi. Đùi đỏ phải đẹp quá trời luôn. 60kg số 1 quà cho em hả đùi đỏ. Sáu mươi kg số 1 quà cho em đùi đỏ 240.000. Đùi đỏ với 240 nha. Hai đầu để hư bánh chân xuống lên không đó luôn ngược đóng ba cái lương thực á kêu mày đem bánh cái lu bu lu không đem luôn để yên luôn người đem bánh là muốn lo cho em anh này mà đùi đỏ 240.000 đùi đỏ giá 240 đùi đỏ giá 240 đùi đỏ 240.000 ê Nguyễn nào vậy nó nói gì vậy em chị em không được luôn để... đùi đỏ giá 240 giùm em chứ Nguyễn nào em nhờ bạn liên lạc lại với bạn em chứ rồi mang gobi nữa chị hồi tối em bán còn được 3 bộ đẹp xuất sắc sắc luôn 65 một số một bộ cho em bi xanh 180.000 bi xanh 180 mọi người nhớ những này nè mọi người 180 nha lửng dễ á mai có bán dặn hay không lo cho em mấy bi nha bi giùm em 180.000 65 độ số 1 vừa cho em mã bi 180 đẹp lắm chứ rồi 180 bi 180 chốt bi lên bi giùm em nè có đơn 180k chuẩn bị lên hàng loại nữa luôn 65 có 3 bộ à có nhiều đâu chốt bi lên bi giùm em nha mấy chú 180k ôi là trời còn rẻ nè 200.000 là siêu đỉnh luôn 180 bi 180 65 đổ xuống mặt vừa bi 180 chứ phải chốt rồi Loan sáu mươi lăm đổ xuống một bộ che mã Loan 180 cúc bình có bi bi che cúc bình rồi còn bộ bi nữa chứ giúp hội em cái đấy còn một bộ bi rồi Loan 65 đổ xuống một bộ che mã Loan 180.000 em Loan 180 chúc dạ, em lên mẹ để em nhờ chế lên báo nha chứ ok mày lấy sự lý cưng nữa nhỏ bây giờ cái chồng quê rồi hết hàng Võ Thị Huệ chụp hình cái comment trên cái miếng giấy chứ nè trên cái miếng bill này nè nè các chị comment chữ áo đen thấy không nó sẽ ra chữ áo đen trên đó mình comment cái gì nếu như mà nó khác á thì chị chụp hình gọi nhà em dạ chứ anh Trần để thì lên đây chứ lên đây có thuê thi một đội ngũ điện thoại chốt đơn có nghĩa là lên đây á là mấy bạn mà làm với em mà này kia ở dưới á là ai làm giống như là có điều kiện đi với lại là việc là ok á là sẽ lên còn hầu như mấy bạn chốt đơn ngoài điện thoại á thì không cái dạng đó là không có lên nên lên Sài Gòn phải tuyển thi một đội ngũ là điện chốt đơn nên sẽ có vùng miền khác nhau quá gì nghe được thì nghe không được thì dặn là em ơi cho chị nói chuyện với em khác được không mình đổi qua để mình nghe rõ hơn nha mấy chế nha các bạn chốt con lần rồi đó cho em Loan nè mấy chị có vài bộ Loan mà hết hàng rồi nó em ơi cho chị nói chuyện với em khác đi đó chị đó là ok được liền à rồi đó cho em Loan mấy chị nha gì cái gì không tại vì nó nói chung là khó nghe thì mình phải thực tế xíu đi nhiều khi mình có nói chuyện có dùng có nhiều từ không giống nhau á mỗi một người dùng một cái từ khác nhau
chứ lên nhìn hồi đó chứ học trên đây nè mấy bạn, hỏi chứ tối nay nó hỏi đi chọc cái gì phải không, mấy giờ hơn nó canh ngay cái lúc mà 8:30 9:30 đó, cái chứ nói 8:30 cái nào nó cười cái gần đấy là sao chính tả hiểu không, người miền Nam á, người miền Tây cái gồ bỗng gỗ như gồ gồ còn bạn chế thì nó nói chuyện á, hỏi xong chưa vậy nó nói dòi ở trên Đồng Nai á, hỏi xong chưa dòi dạ khó nghe thì cứ nói là em ơi cho chị nói chuyện với con bé quản lý đi, hay là nói chuyện với con bé Linh gì đi, hay là con bé My hay là gì đó mà chị nói gì đó, hay là cho nói chuyện với bé khác vẫn ok không sao, tại vì mấy bạn mới mà cũng có phổ biến rồi nên không sao mấy chị. Nói chung là làm sao để vừa lòng khách là được, tụi em sao kệ tụi em, các chị chỉ cần là ok thôi là tụi em là ok rồi, chứ không có tự ái tự gì hết trơn á. Rồi lên giùm em má, đây là má hồng 200.000, má hồng giá 200, nhiều khi em mà còn bị cười nữa đó mấy chị. Em thì ở miền Tây sử dụng quen rồi, ai hỏi em á là cái gì á là em nói chị bên đây nè, em ngồi ăn á cái em kêu chế hơi chế, chứ tính tiền là chế hơi chế, quên ở Sài Gòn không ai dùng từ chế chứ không ai dùng từ chị không, mà quên á, đang ngồi chế tính tiền chế, cái chị kia ngơ không biết chị cứ nhìn người ta dùng từ chị không à, không ai dùng từ với em á, với em là dùng từ chế không à. Rồi cho em ở này má hồng nha, hồng giùm em 65 độ xuống cục, vừa cho em hồng 200.000, hồng vải đẹp cực kỳ luôn, này cho em biết câu vải nè, hồng giá 200 nè, hồng nữa chị, vải đẹp cực kỳ luôn á, đã lắm, hồng giá 200.000. Tôi nói hàng cơm hôm nay biết chưa chết tiền chết, chỉ có dùng mình với lịch dùng thôi. Năm lon 65 kg vừa cho em hồng 150.000, hồng 150 em nha, vải đẹp cực kỳ luôn, còn vài cái nữa chút cho hết mã luôn chơi, hồng 150, hồng đó thì chị mua chị phối với quần này giùm em một cái đi, là uni đúng bài luôn, chốt cái quần xuông, cái quần bi với quần beo á mấy chị, quần bi với quần thọc, ngày hôm nay quần mấy chị coi nha, em mang là hồng 150.000, chốt hồng anh hồng giùm em mặc quần này là quần bi quần bi là 100k, quần bi là 100.000, 50-70kg vừa cho em quần bi, mặc siêu thoải mái siêu co giãn, chị nào mà ở nhà buôn bán mua liền giùm em. Ê Mỹ Hoa có loan như cưng chứ mấy chị khỏe mới chút được chứ yêu ơi. Rồi áo hồng 55-65kg vừa, áo hồng quần bi 100.000, quần sọc 100.000, siêu thoải mái, chốt quần gì comment quần đó giùm em nha, quần 100k em, quần 100k. Rồi sọc da 1 sọc da 2 nè, 270.000, bao sang luôn, bên trong sẽ có một cái áo dây, sọc 1 là từ 53 cho đến 60kg vừa, sọc 2 từ 60-65, sọc 1 sọc 2 giùm em 270.000, hàng thiết kế đẹp cực kỳ luôn, vest phát nữa chị. Đó chứ Lê Nguyễn đang kiểm tra đơn cho mình đi chứ, sọc 1 sọc 2 giùm em 270.000, sọc 1 sọc 2 với 270. Cưng quá trời luôn, sọc 1 sọc 2 270.000, bao sang nha. Ủa dép rồi ta. Đây sọc 1, sọc 2 em cái này đúng không? Quần chăm cho cái hiền luôn. Ơ ừ, bởi vì em nói là lên đây gán cho nhớ để hồi sợ quên. Nhiều khi đi ra kêu chế ơi chế chứ nhờ để em nhờ. Ok chế sọc 1 sọc 2 270, có nghĩa là gì nào chị, dưới miền Tây á chữ chế á
là dùng cho chị em ruột của mình hoặc là chị em thân thiết sẽ kêu bằng chế. Còn với chị mà giống như là vợ của anh mình á, là mình sẽ kêu bằng chị dâu, là chị. Có kêu chị luôn, nhưng mà phân biệt ra chị là chị dâu này kia mới kêu bằng chị. Còn chị ruột của mình hoặc là chị thân thích hoặc là chị em này kia mà quen quá đi là kêu bằng chế không à. Cái đó là những từ gọi thân quen với nhau là kêu bằng chế. Còn chị là kêu bằng chị dâu á, là mới kêu bằng chị thôi. Cũng có kêu chị chứ không kêu đâu. Rồi là chị em hay tập là sọc 1, sọc 2 270.000. Quá xem. Sọc 2 trái cây thôn phải chứ giờ xin bánh chè. Sọc 1, sọc 2 em bao xem á chị ơi. À, 52 đó, phải hết. Sọc 1 chứ chơi em 53 cho đến 60kg là số 1, số 1, số 5, số 2. Khó quá nha, dẹp cái cuộn liền. Sọc 1, sọc 2 em. Có giờ sang luôn. 270.000. Thế không còn sọc chứ chết. Ê, bao, baby, còn nhiều. Kêu sọn lên đưa chi chế luôn, nó cho đứt mã luôn. Còn bí beo áo em vuông ơi, bí beo nữa em. Sọc giùm em cái gì nha. Mở mặt tiếp, làm gì vậy? Đôi đỏ. Cái gì? Cô làm gì vậy? Em đớt chị nè. Chứ không mà có như bông vậy. Đôi đỏ giùm em. 220.000, hàng siêu đẹp luôn. Còn một màu duy nhất 55-65kg vừa cho em ở đôi đỏ 220. Đôi đỏ với 220 giùm em nha mấy chị ơi. Đôi đỏ với 220. Bên này chị thấy cục màu sọc đó em anh. Chị để đi chân lên này. Đôi đỏ giùm em nha, 220.000. Đó đô mới chứ, sọc không bắt thôi. Đưa nguyên một đó thôi chứ. Lá cho em ở đây làm anh đùi đỏ, 220.000 giùm em. Đóng cửa chưa. Đôi đỏ giá 220. Chốt đùi đỏ giùm em. Chuẩn bị lên hàng lẻ nha. Ok chết, đùi đỏ có, ok chết. Đỏ đô với chị đẹp dữ lắm luôn á chứ. Đẹp siêu đẹp luôn. 220.000. Bèo hoa bảy môi mình lên chưa? Em chưa có lên. Bèo hoa bảy môi như chết tạ thì cảm hàm. Lên cho em, em đã có một chị kêu in bèo ra. Ừ. Chị đi dưới đấy chị đó đó. Chị có nói sao hết chưa? Bạn kêu in ra có nói rồi gì đó. Rồi cho em cái đồ đỏ đây nha. Đồ đỏ em có vài bộ là hết hàng luôn rồi mới chơi. In ra đi kêu bạn nào đó. Ở dưới lấy. Rồi để em tìm lấy. Đây rồi nhắn tin đi. Kêu mọi người lấy bèo của bên này chế luôn. Thu thể có 22 mua kìa. Rồi cho em anh bạn có xinh đen. Đỏ cho cái thu thủy. Đỏ với dòng Nguyễn Trang Trọng. Ngố xanh đen chút 215.000. 55-65-67kg vừa cho em xanh đen 215.000. Bộ Latin nhà có luôn á chết. Xanh đen 215.000. 55-65-67kg vừa. Xanh đen với 215. Chốt xanh đen là xanh đen gì em. Xanh đen 215.000. Cô đừng nói cái ấy nè. Ừ. Rồi lấy cho em anh này là mắt xanh đen nha, xanh đen này. 55-65-67kg vừa cho em xanh đen 215.000. Xanh đen 215.000. Em còn một đùi đỏ. Em còn một đùi đỏ, ê để này chế luôn. Để em cái gỗ này chế nào.
xanh đen, xanh đen, xanh đen cho chơi chơi dùng kịp chiên chờ có thì chơi rồi đỏ lá 10 kg thì chơi mai thì bỏ nên hết rồi đỏ rồi hết chưa chạy là ăn đòn. Tại sao không lấy đeo cái pin lên? Lấy cái nhớ không? Phát phát ra ngoài á, tội nhiêu gân chết luôn. Kêu á, kêu nhắn luôn, tính nói cầm điện thoại tính nói nhắn. 55, 65, 67 kiếp vừa che mà đỏ đô 215 nghìn, đỏ đô 215 nghìn. Có mấy bộ nữa thôi chị, tại vì tối em có lên rồi, còn vài bộ thôi. Đỏ đô 215 nghìn, đỏ đô với 215. Đỏ, ngố đỏ đi, ngố đỏ cho em nha, 215 nghìn ngố đỏ. Ngố đỏ với 215 nghìn, chút liền, chút lẹ giùm em. Đổi vải nè. Đã dám em. Em siêu cân nha. Kìa, ôi làm mèn, không thấy cô thị không có phát vàng kìa mấy đứa. Mấy bạn ngồi dưới chốt đó chết, em không hiểu lý do làm sao luôn trời. In chứ không thấy ngôi thị ra đây chứ ai vậy, bữa có em lấy chứ được không chế. Chứ không thấy ngôi thị ra em tìm cho chế nha. Một hai ngày nữa nếu mà có hàng em lấy chứ được được không. Còn lấy chem ở đây em ảnh đùi cam 200 ngàn, à, mặt đá chị trời. Mặt phướng như vậy. Đùi cam chứ 200 ngàn giùm em. Đỏ cho chế giờ xem bánh chè. Đỏ cho chế chơi quỷ. Đùi, 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 đùi nặng. Đùi cam giùm em. Bèo đôi cam giá là 200 ngàn, có 3 bộ lấy này. Đôi cam giùm em 200. Đi đi dưới hỏi bạn nào coi có tìm thấy áo các bạn lấy gì vậy đó. Đôi cam giùm em. Các bạn 230. Đùi cam thì em 60 kg đầu số 1 vừa đùi cam với 230. Gì? Đùi cam 230, đùi cam 230 em nha. Nè. Giống anh, giống mấy trang tộc nó em có beo không chị? Bi lắm. Chứ không biết nữa. Bi này sai mấy nhờ? Bi sai mấy? 1, 2, 3 hết. Nhìn đâu Bi? Cho cái hộp quá. Là nhiều có gì số lượng? Cái beo có số lượng nha. Vậy hả? Cái beo có là beo beo. Rồi bi giùm em 270.000 bi. 270.000 lên bi kèm cân nặng cho em. Có đơn đủ 3 size luôn. Bi kèm cân nặng em 54 đổ lên cho đến 70 kg là vừa giùm em nha. Bi kèm cân nặng, beo kèm cân nặng 270.000. Hai trăm bảy mươi nghìn bi kèm cái này. Ái viên vuông còn đây không em ơi? Hồi nãy giống sọc mà nó còn bi nè em. 270.000. Bi đen 65 trên cái viên hộp. Bi 1, bi 2, bi 3. Quá sang. Đẹp quá mấy chị ơi, mà có sang gì đâu á. Bi kèm cái nặng giùm em. Được, nè, lấy cái áo này nè. Mặc cái quần bên trong là quần dài nha. Mua cái quần 210 giùm em, phối vô. Mặc cái này cũng đẹp luôn. Mặc cái gì cũng được nữa. Đó, dễ mang chưa. Bi bi kèm cái nặng giùm em. Và beo á nè. Bi với beo kèm cái nặng giùm em là có đơn nha. Bi và beo sọc luôn. Bi beo sọc luôn, 3 màu. Sọc bi beo, rồi beo đây 65, không, từ 54 cho đến 70 kg là vừa hết luôn. Rồi beo. Beo giùm em.
1, 2, 3 B 68 chứ 99 B chứ tiếp thu khoảng 62 lên số 3 bèo cho em 1, 2, 3 quá giờ sang sang dữ luôn á chị, sang dữ luôn nha. Bèo 1, bèo 2, bèo 3 nè. Bèo 1, bèo 2, bèo 3 2 cho em này. Em hết bèo rồi. Rồi còn bèo 1, bèo 2 đúng không? Còn bèo 3 nha. 55 cho đến 70 kg vừa. Quá trời sang luôn chứ. Bèo 1, bèo 2, bèo 3 bèo 1, bèo 2, bèo 3 giùm em. 1, 2, 3 270 ngàn 1, 2, 3 với 270 1, 2, 3 giùm em nha. Rồi, lên thằng lẻ đây. Đây, cái quen nghe gì được không? Lấy đầu ra. Lấy cái này chứ hả? Tại vì hồi nãy tính gì mà nó không yên. B 62 chứ thôi Nguyễn. Rồi số 1 gố rỡ 25 chứ kết hộp. Không, số 10 chứ. Số 10 giùm em áo sơ mi. Đó, 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 đó. 65 đổ số 1 vừa, 55 đổ lên giùm em số 10. 180 ngàn áo sơ mi. Số 10 chốt 180. Hãy đây nha. Rồi 11. Cái đầm nữa chị. 65 70 kg vừa cho em áo 11. Đầm rất đẹp luôn, 300 ngàn. Mã 11 300 ngàn giùm em. Mã 11 300 ngàn. Mã 11 chốt 300. Rồi mã 12 6165 ký vừa trên mã 12 chốt 300 ngàn. 6165 ký vừa mã 12 giá 300. Mã 12 300 ngàn. Mã 12 mã 12 mã 13 tặng 150. 62 là số 1 vượt cho em mã 13 150 ngàn. Mã 13 Nguyễn Thủy. Mã 13 150 ngàn. Mã 13 150. Mã 14. Mã 14 giùm em. 6165 ký vượt cho em mã 14. Mã 14. Chúc quý chị giá là 300 ngàn. Mã 14 300 ngàn giùm em. Mã 14 300. B2 chứ như tuyết. Mã 15. Trời ơi, hàng Quảng Châu nè. Có đẹp giả mang luôn mà sao hơi nhỏ này nè, mình nó vừa. 40 50 40 cho đến 45 kg, 40 đến 50 50 kg vừa. 40 đến 50 kg vừa cho em mã số 15. 15 tặng 200 ngàn. Cái này là 310 đó chị. Mã 15 tặng 200 ngàn. Phải đẹp cực kỳ luôn. Mã 15 size nhỏ thôi nha, tặng 200 ngàn. Mã 16 50, 58 cái vừa cho em mã 16 220. 50, 58 cái vừa cho em mã 16. Mời làm chí Nguyễn không? Không nha, dễ đâu. Ờ, rồi vô lấy giấy bự ra, không có dễ bậy bại nha. Mã 16 em 220 ngàn. Bên bộ đồ đang mặc bây giờ đó. Mã 16 giùm em. Giá là 220 ngàn. Mã 17 trời hàng xiếm luôn. 220 tặng 180 ngàn. Mã 17 chốt 180 ngàn em. Mã 17 Nguyễn Gia Bảo. Mã 17 180 ngàn. 17 chốt 180. 18
55 cho đến 61 cái vuông. Cho em mã 18. 55-61 cái vùa cho em mã 18. Chốt cho mấy chị với giá là 200.000. Mã 18 giá 200. Mã 18 giá 200.000 dùm em. Mã 19 65 đổ cái vùa cho em mã 19 tặng 170. 65 đổ số 1 vùa cho em mã 19 170.000 dùm em. Mã 19 chốt 170. 50 58 mình. Cái lọt đó là một cái một quần. Mã 19 170. 18 cho trái diện của Nguyễn. Mã 20. Chốt 180.000 luôn. 65 đổ số 1 vừa trên mã 20 chốt 180. Mã 20. Chốt 180.000. Ôi chứ em mặc rồi, chứ em vô lại cho mình thôi nha. Đưa cho em mẫu bị thôi nhỏ. Mời chị thấy ngọc hậu. Đưa bình nước chứ luôn. Bên trong nó có áo màu đen, có quần đùi với lại cái áo này thôi nha chị nha. Này chế ơi chế, thấy quần như thế không đi tui. Nè, đủ size, lên cho em bi kẹo này có đơn nha. 270.000. Chút bi lên bi mẹ mấy chị nha, bi với beo, cái trang vậy thôi. Rồi mã 21. Mã 21 tặng 100.000. 60kg lúc 1 vừa che mã 21 tốt 100.000. Mã 21 chút 100.000 nha, mã 21 tốt 100. Mã 21 100.000. Mã 22 60-65kg vừa che mã 22 300. Đầm quá đẹp. 60-65 cái vùa, 60-65-6 cái vùa luôn. 21 cái dương thị thơ. Mã 22 giá là 200.000, 300.000. Mã 22 giá 300 em. 22, 300. 23 50-60 kg vùa cho em 23. 50-60 kg vùa 23 170.000. Má 23 174 đứa chưa về đủ hàng, chị lên con nặng cho em đi còn miếng chút cho. Má 23 170. Để chung cục xanh nữa luôn kìa. Má 24 55-65kg vừa cho má 24 120.000. 55-65kg vừa. Má 24 120.000. Quần gân hả chế, còn cái lẻ một nhất là lấy không lấy cho. Mã 24 120.000. 24 120. Mã 25 là đồ lối luôn. 55 62 kg vừa mã 25, 55 60 kg thôi. 55 60 kg vừa mã 25. Lưới 270 chút 200. 55 60 kg vừa em nha. Mã 27. 25. Mã 25. Giá 200.000. Mã 25 giá 200. 25 giá 200 giùm em. 24 cho chép phù lệ quyên. Dạ không, trời không có quần tới mắt cá che cá nha. 24 con gì vậy? Áo đèn chứ. Rồi 20 6 65 cái vừa che mã 26 220. 65 kiếm vừa cho em mã 26. Cái Hồng Ngô lên số à. Hồng Ngô bấm số cho em Hồng Ngô ơi. Mã 26 với 220.000. 65 kiếm vừa. 25 chứ Hồng Thí Ngô Thị. Mã 27. 48, 58 kiếm vừa cho em mã 27. Chút 220. 50, 58 kiếm vừa mã 27. Giá 220.000. Quá đẹp luôn. 27 với 220. Quậy nha. 27 với 220.000. 28 55 65 kg vừa cho em 28.
thầy Trần chốt đơn chuyển khoản đi. Má 28 giùm em. 5565 kiếp vừa 230.000. Má 28 với 230. Bao đẹp luôn. Má 28 với 230.000. Má 29 tặng 150 luôn. Má 29 này tặng 150 nha. Má 29 150.000. 29 150 giùm em. 29 chốt tặng 150.000 luôn. Kèm quần luôn nha. Năm mươi lăm sáu mươi lăm ký vừa 30 200.000. 55 65 ký vừa 30 giá là 200. 30 30 mà em giá 200.000. 150 cơ. 30 giá là 200. Em có con cái thì nó chị đẹp cực kỳ luôn. 31 60 70 ký vừa trên 31 180.000. Vải Quảng Châu chất đẹp và mát em luôn. 29 60 70 ký vừa trên mà 31 chứ dùng kim lên số giúp em chốt 180.000. Sáu mươi bảy mươi ký vừa trên 31 180.000. 32 đổ bây giờ 60 xuống vừa trên 32 ơi ngồi xuống liền đưa ai. Cái dung kim chống hàng lên số mới có đơn nha chế ơi. Dung kim anh nó ngồi trên dung kim anh. Con kia ngồi luôn. Sáu mua được một trên 32. Chúc 200.000. Cái dung kim có 31 30. 32 chúc 200. Đẹp quá trời luôn. 32 giá 200.000 em. 32 giá 200. 33 65 70 ký vừa trên 33. 65 70 ký vừa 33 chúc với chế giá là 220.000. 65 70 ký vừa cho em nha. 33 giá 220. 33 giá 220.000. 34 Quảng Châu luôn. 68 72 ký vừa quá đẹp. 550 chốt của chị giá là 500.000 luôn. 34 quá sang 500. 34 mềm nhá 500.000. 32 cho chứ kiều on nói chị mà sao quýnh đá nè. 34 với 500. 68 72 ký vừa 35 vâng 65 đổ xuống một trên 35. Ok sao sai được kiểu gì cưng. 65 đổ xuống một trên 35 180.000. 35 chốt 180. 35 chốt 180.000. 35 chốt 180. 36 quần sơ quần này đẹp không chị. 65 đổ xuống 1 trên 36 chốt 140. 36 140.000. 37 55 65 ký vừa trên 37. 55 65 ký vừa giùm em. 37 chốt với chị giá là 200.000 nguyên set nha. 55 65 ký vừa em nè. Sơ mi nè kèm quần. 37 chốt 190. 37 chốt 190.000. 37 chốt 190. 34 cho chiếc hoa nhiêu. 38 420 chốt với chị giá là 400.000.
Phong này phong bích lâm á, em không phong gì quên á, bông bơ cái gì đẹp lắm mấy trời. 65 độ số bùm em nha. Nè, lên nét. À 40 đúng không? 38 thôi. Má 38 em nha. Chút 400 ngàn. Má 38 400. Má 38 chút mấy chị giá 400 ngàn nha. 38 với 400. 39 cho em. 65 độ số bùm cho 39. 400 ngàn luôn. 65 là thuốc của chân nha. Giá 400 ngàn dùm em. 65 là thuốc của chân 39, 400 ngàn. Hả 50. 65 độ số 1 bộ cho em. Mã 40. Giá 400 ngàn luôn. Ôi đẹp quá mấy chú ơi, hàng cao cấp cái chế. Hàng là hàng cao cấp nha. Mã 40. Dạ chị ơi, ở đường Phan Văn Trị, phường 10, Gò Vấp, trong khu Cityland đó chứ. Nhưng mà không có lấy hàng, không có lấy 39 cho Dung Kim. Mã 40 dùm em, 400 ngàn. Không có ghé lấy hàng quá chị nha. Nhà em chưa có ổn định được, ghé không lấy được á. Nên bây giờ là chị gửi hàng đi thôi. Chị nào mà trong nội ô phường của nhà em á, phường 10 quận Gò Vấp á, thì ok là 20 ngàn. Còn chị nào mà ở xa hơn thì 30 ngàn đồng giá nha. 40 với Cảnh Tú. 41. 41, 41 chị nghe mấy chị nha. 65 nội số 1 của chị em là 41. Quần áo đã đẹp quá ta. 41 nha. Em chốt với chị giá là 400 ngàn luôn. 41 giá 400 ngàn. Cưng quá à. Khoái cổ này nè. 41 giá 400 dùm em. Áo em mặc không có bán chơi. 41 giá 400 ngàn. 65 một số. Ê bỏ áo này ghi đi chứ. Có ai chốt không chứ để ghi đi chứ. Là hẹn hôm qua hôm nay các bạn gọi ạ. 42 dùm em nha. 55-65 kg vừa chèm là 42. 220 nghìn. Chỉ dùng kim có chứ. 55-65 kg vừa chèm 42. Giá là 200. 42, 42 giá 200 nghìn dùm em. 42 giá 200. 43. Trời ơi đồ ngủ Latin nè chị. 65 độ số 1 vừa chèm là 43. Chốt 165 luôn. Ôi, hàng hiếm. 60 hoặc 60 nha. 65 là số 1 cho 43. 160 ngàn. 43 chốt 160. Áo hóa thun hả chị? Không chơi. 43 chốt 160 ngàn. 44 dùm em. 55, 65 kiếm của 44 nghỉ nha. Ê. Ok, 55, 65 kiếm của chị mà 40. Mã 44. Chốt với chị giá là 180 ngàn. 42 chế hồi diễn chim. 44 chốt 180 ngàn em nha. 44 chốt 180 ngàn. 44 chốt 180 ngàn. 45. 60-70kg vừa chèm mà 45. 60-70kg vừa 45. 175 ngàn. 60-70kg vừa cho em 45 quần 9 tóc. Chốt 175 ngàn. Chốt giá tặng luôn. 45 chốt 175 ngàn. 46. 62 đổ số 1 vừa cho em 46. Chốt với chế giá 200. 62 đổ số 1 vừa em nha. 46. Giá 200 ngàn. Chế kem nào số lại giúp em ạ. 46 giá 200. 46, 46 giá 200 nghìn dùm em. 47. 62 đổ số 1 vừa cho em 47. Chút 200 luôn. 45 chế thấy mụn. 62 đổ số 1 vừa cho em 47. Von 200 nghìn. 47 giá 200 nghìn dùm em.
47 với 200. 62 là số 1 vừa. 48. 63 độ số 1 vừa cho em 48. Chút 200 luôn. Đầm kèm quần. 63 độ số 1 vừa cho em 48. Chút 200 ngàn. 48. Dạ 46 là đầm kèm quần. Giá 200. 49. 65 độ số 1 vừa cho em 49. 65 độ số 1 vừa giùm em nha. À 49. 215.000, không đều không lấy tiền. Cưng giữ trời lắm luôn. 49. Giá 215.000 giùm em. 49 giá 215.000. Mã 50. 63 độ số 1 vừa cho em 50. Chốt với chị cho 150 luôn nha. Mã 50 cho 50.000. Lấy qua bên anh đây. Mã 50 em cho 150.000. Mã 51 cho em. 65 độ số 1 vừa cho em mã 51. 65 độ số mặt vừa giùm em. Mã 51. Chốt 155.000. 49 215 chốt 100. Mã 51. 155.000 luôn là tin. Mã 51 155.000. Mã 51 155.000 giùm em nhé. Mã 51 155. 48 cho Thủy Thành. Em hát 49 rồi. Tiếp mà mấy em. 52. Mã 52 giùm em. Tầm dài qua gói mà đẹp quá trời luôn. Chút 230. 65 số 1 vừa cho em mã 52. Chút 230.000. 63 độ số 1 vừa cho em nha. Chứ không cho không có gì chứ. Mã 50. 52. 52. Giá là 230. Mã 52 giá 230.000 em. Mã 53. Siêu cưng. 665 cái vừa. Đầm chữ số 1. Để chung. Ok chế. Mã 53. 665 cái vừa, chút 200.000. Chế số số có hay chứ. 665 cái vừa em. Mã 53 giá 200. Bao đẹp bao rẻ luôn. Mã 53 200.000. Mã 53 giá 200. Mã 54 cho em. 60 kg vừa mã 54. 50 60 kg vừa cho em mã 54. Chốt với chế giá là 120.000. Mã 54 120. Mã 55. 50-60kg vừa cho em ảnh 55, 165.000 luôn. Áo lẻ nha, đẹp cực kỳ. 50-60kg vừa ảnh 55. Chốt 165.000. Mã 55, 165.000. Dạ là quần xô nha, chết không chưa. Dạ chị ơi, xô chị ơi, đẹp lắm chị ơi. Chị chưa chút quần đó hả? Quần nó đã lắm. Được 2 cái nè. Mã 56 100.000. 62 có số 1 cho mã 56 100.000. 55 cho chéo hình liền. Mã 57. 62 có số 1 cho mã 57 175.000. 56 chứ 3 ốc. 62 có số 1 vừa cho em nha. Mã 57 170.000. Sơ mi kèm quần đùi. Mã 57 nặng nhất em nha chứ không như 170.000. Mã 57 chứ 170.
Mã 58. 55 có 1 cái bùa. Bốn cái này cái nặng với con Dương ơi. Ôi, là cái con cho Thiện anh con cái chấm tin nhắn. Ê, anh chị lấy ra đi, anh chị lấy ra luôn đi. Chị đâu hỏi mày nói ba bữa nay đó. 55 cho đến 61 cái vùi em. Mã 58. Chút 220. Mã 58. Qua mã rồi không nhớ gì chứ ơi. Mã 58 với 220 ngàn. Mã 59. Áo Quảng Châu. Ok chứ Phương Dương. Mã 59 áo quá đẹp luôn. 50-60kg vừa cho em bánh 59. Chốt tặng 250, 330 đó. Mã 59 chốt 250. Mã 59 chốt 250. Mã 59 chốt 250 ngàn. Mã 60, trời áo sơ mi vẫn trâu đẹp quá trời. Mã 60 dùm em. 57-65kg vừa cho em bánh 60. Chốt cái gì 170.000, 165.000 đi. 5765 ký vừa cho em nha. 5765 ký vừa. Mã 60, 165.000. 58 cái đặng kìa. Mã 60, 165.000. Mã 61. Một bảy lại 165 cân. Cơm cơm thịt chiên xả. Em chưa bao giờ ăn như bây giờ. Gì vậy? Ê, con My hồi tối là con My chắc làm được đúng không trời. Nhà là lấy với con My là rồi. Con My đã lớn luôn. Chưa nè. 670kg vừa cho em. Mã số mấy? 62. 62.65.000. Cái này hơi đồ. Đứng tốt miệng ở ngoài hàng lang. Có anh ơi bẫy là tấm cuối cùng. Chứ đang cũng hơi đồ ngoài. Chứ vô tình thôi chứ không muốn gì đâu. Không có gì đó. Đang biết vui. Cái ánh đèn mới dạy em khách chế. Mã chân cầu bước kia. Bà thấy chứ ba năm về hòn chứ đâu xỉu hả? Không xỉu mà hết hòn mình dài. 62 cái xin xù chỉ nhỏ. Chỉ nhỏ xong cái nó cũng dán đứt. Nó lại cái phòng mà nó vô đứng như nó mấy cái mấy đứa mày mở vô cái đứa nè. Xong chứ mới nói nó là về chạy xuống dưới này. Chứ hình hồi dưới vô đọc thì mới nói dưới. Chứ đặng Kiều có gì chứ. Nó bại cái bại không có gì em nói. Thì xuống mày hỏi nó này. Xong cái ngồi quay qua quay lại cái nó đang đứng sau lưng nó. Vô được chưa mấy ché ơi? Trời ơi cái wifi của này. Được chưa mấy ché? Được cho em vài chấm ơi. Nó bị đứng máy, nó bị wifi có vấn đề mấy ché ơi. Trời ai vậy kêu lên chứ nói chuyện nghe tức á. Thiệt á. Làm cái điện thoại làm người ta đang like. Bây giờ đang lên lại kìa, bây giờ đang nhắn tin luôn rồi, được rồi nè, cảm ơn chế. Hết giờ làm cái gì trời. Rồi vô lại tiếp tục cái gì cho em một vài chấm nữa mới chơi. Vài chấm.
Dạ rồi, ok chứ là Thanh Thúy Hồ. Ok chết rồi. Không mà chứ đi lạng lạng lên. Tám ảnh này nghỉ, mệt quá. Gì? Ngon. Ủa, chế là mua đông dữ lắm luôn. Cái khảo sát thị trường rồi. Chỗ nào mà đông là rồi chấm lại cho đó. Rồi, sao mà số 5 kiếm vừa chơi mã số? Số 64 giùm em nha. 6 mà 65 kiếm vừa mã 64 chút 200.000 luôn. Tim vừa mới chơi hàng món này dễ mặt lắm nè. Mã 64 chút với chị giá là 200. 64 200.000. Tặng em mấy chiếc áo này laptop nhỏ nhỏ nữa chơi. Nhỏ à. Ai thích thì tặng chị 20.000 nha. Mã 65 tặng 20.000. 65 tặng 20.000. Áo dài laptop với chị 65 tặng 20.000. Rồi 66 giùm em. Hello Mai Thi. 66 giùm em nha. 62 rồi số 1 66 200.000. Hello Diễm Diễm đang đi làm á chế. 65 chứ bằng Úc. 60 rồi số 1 62 rồi số 1 cho em nha. Và 66 chốt 200.000 luôn. 66 200.000 giùm em. 66 với 200. Rồi 67. 62 đổ số 1 vào cho em 67 chút 200.000 luôn. 270 thôi đó mấy chị. Đồ này ga ca. Mã 60 7. Mã 67 giùm em nha. Chốt mấy chị giá là 200.000 luôn. 62 đổ số 1 vào con mũi đi rồi phải không chị em? 62 đổ số 1 vào giùm em nha. Mã số 67 200.000. Chứ ơi mình đổi được nha chứ, nhưng mà chứ đợi giúp em à. Em chụp ra rồi của chị luôn rồi, hồi em tìm chị em xử lý chị liền luôn. Hôm nay là hơi lâu chế, em coi lại chế nha. Mã số 67 200.000 luôn, bán rẻ luôn. Bù đắp lại mạng mẻo nè, bán rẻ lắm chị luôn. Tại vì bây giờ nhà em sửa wifi mới chế. Cái anh mạng anh nhắc cái anh mở lại, cái em bị đứng hình luôn. Em bị đơ, em bị điểm nguyệt luôn. Rồi mã 68, trời ơi cái chân quái Quảng Châu mấy chế yêu ơi. 50-70kg vừa chê mã 68. Chốt với chế giá là 190.000 luôn. 230 cho 190. 68 cho 190. 68 chị ở Hà Nội em sẽ có đầm luôn á chết tiếc ơi. Rồi từ từ đợi em nha. Mã 69. 60-68 cái vùa. Dạ ok chế. 60-68 cái vùa chê mã 69. Quá xinh. Dây cột đây nè. Rồi tặng 250 luôn này, 340 đúng không chứ? 70. 69 mà. 69 mà sợ quá. Tự nhiên giờ ghi 109 mà 69 giùm em nha. Chốt 250. Mã 69 giùm em, 6168 với vừa 250. Là trời ơi. Cái thằng đó tôi muốn lại luôn nha. Nhìn không dám nhận nữa, lần sau nó khóc. Đi ngang liếc nó cũng khóc nữa. Xếp hàng chị chưa, điện như chưa chị Phương Châu ơi, điện chưa, điện rồi, đi rồi, chưa điện chưa đi nha. Nhìn ông mắc cười với men nhá. Rồi 40-50kg vừa em. In chế lô Kim Phương Hương kiểm tra đơn cho chị đó. 40-50kg vừa, mã 70 tặng 150 luôn. Mã 70 tặng 150.000. 71 55 cho đến 60kg vừa em nha, Quảng Châu quá trời. 350 chốt 300.000 luôn. 71 55 60kg vừa cho em. 55 59kg vừa đi. 55 59kg vừa. 71 chốt 300.000. 71 chốt 300. Ờ biết rồi. Trời ơi nhìn ai lạ cái này cũng la làng nữa, khó chịu thật sự. Rồi lên giùm em mã này là mã 72 giùm em. Bữa bà không qua chia tay về, bữa tôi về bà bù cho tôi. 65kg vừa cho em 72. Chốt với chị giá là 200.000. Cái này là 260, hàng thiết kế dập ly 3 size đó chứ. Mã 72 72 giá 200.000. 65kg vừa 72 giá là 200. 73 out on hàng hiếm luôn. Chốt tặng 165.000 luôn. 55-65kg vừa 73.
165.000. Tết mới về. 73 giùm em nha, 73 giùm em. 65 độ số 1 của em 73. 165.000. Ở đây vui có nghĩ về dưới rồi. Nó chơi về bữa bị lên với em luôn rồi, lên đây học hành này kia Tết mới về. Đang học đâu gì được đâu. Chứ Ngọc Hân lên số giúp em. 60 độ số 1 của em. Ngọc Hân bấm số đi chết. 70. 4. 62 độ số 1 của em 74. Chốt với chế giá là 200.000 luôn. 74 nhá 200.000. 62 độ số 1 vừa 74 nhá 200. 74 nhá là 200k. Cái này qua cho. Hả? 75. 65 70 kg vừa. Chốt với chế giá là 220.000. Siêu đẹp nha. 75. Lam 65 70 kg vừa 220.000. Trời số cá đi với em lâu rồi mà. Nó lên em ngày chúng em mà có thằng Bi ở dưới học. Hết học kỳ nó mới lên. 70 6 50 60 kg vừa 76. Để có chiếc thi lên hành. Chốt 160.000 luôn. 50 60 kg vừa 76. Nó lên này nó bán hàng làm muốn luôn mà vậy mày. 76 chốt 160.000. Nguyên set luôn. 77 62 rồi số 1 77. Cái gì? 45.000. Muốn gì? Gì chó mà qua đây nữa. Nữa hả? Tại nhiên thèm ngoại. Ôi trời, nó thương hơn là gì nữa trời. Chỗ mày thương tao vậy thương? Không. 165.000. Ngắn này có không giữ mất đường tiền nè. Rồi lên cho em 70. 7. Chốt 140.000 luôn. 77 140. Kìa coi chứ Mỹ Linh kìa. 7740.000. Dạ ok tiếp nha, em kiểm tra chế luôn. 78 không? Dạ. 78. 76 chắc hết xuân. 62 đồng xuân vừa cho 78. Chốt 175.000 luôn đi. 62 đồng xuân vừa cho em. Áo dập ly nha. Sơ mi dập ly quần đùi. 62 độ số 1 của em. 78. 170.000. 77 với cúc phần. 78 170 đây. Chưa này chân hư. Đó, tải app cho tôi. Nào. Bảy mươi chín. 65 70 kg vừa em nha. Trời ơi, anh Su bỏ cho ai à. 65 70 kg vừa cho em. 79. Chốt với chế giá là 220.000. 65 70 kg vừa. 79 nhá 220. 79 220.000. Em đi bỏ nhà em được chế mà đi bỏ nhà mới lì à. 55 65 kg vừa cho em 73. Latin nha. 79 với bị phèn. Đùi luôn. Trời ơi con đẹp nè. 55 65 kg vừa cho em 73. Ê bà 7 phút. Bà mấy vậy? Bà 80. Mà 80. Trời. Ghê gì trời. Lên giùm em nha. 55 65 kg vừa cho em mà 50 65 kg vừa luôn mà 80. Chốt 170.000. Latin đùi. Không 165 đi. Mã 80 chứ 170 170.000. Mã 80 chứ 170. Nè đây có hai bộ. Mã 81. Chứ bà chứ nói với bà Thanh á là gửi liền bị cho bà được không? Cho bà giữ luôn. 62 độ số 1 vườn em. 62 chồng mới ăn qua mấy ngày. 62 là số 1 của cho em. Mã 81 chốt với chị giá là 200.000. Mã 81 với 200. Ờ
vô là nhìn vô quần 79 là quần nào vậy? Cái quần bi hết chứ. Rồi mã, ôi trời đẹp chưa? 82. Mã 82 em nha. 65 độ số 1 của chị mã 82. Ơi 62 đây. 62 độ số 1 của chị mã 82. Chốt với chị giá là 175. 82 chốt cho 75 nghìn. 83. 62 độ số 1 vừa. Gửi về chứ, gửi tới nhà luôn. Mua gì mua đi, gửi tới nhà mà. Còn muốn lấy ở dưới gửi về nhà Mai dưới, chúng ta là nhà Mai lấy. Tôi cho em anh này mã nào, mã này là mã số 83. Chốt với chị giá là 200 ngàn luôn. 62 đổ số 1 vừa cho em 83 giá 200 ngàn. 83. Chốt 200 giùm em. 84. 62 đổ số 1 vừa cho em 84. Quẩy gì ơi? Chưa rồi. Làm cái bóp hồi chứ làm gì không? Làm cái bóp vậy nè. Ê, tính ra tiền nó tiêu quá rồi. Đưa cho mẹ hỏi để con bỏ vô túi của mẹ con. Con để dành cho mẹ đó. Hồi nào vậy? Hồi lúc mẹ đi làm đó. 60 đổ số 1 của chị em mã số 84. Chốt chị giá là 200 ngàn luôn. 84 nhá 200. 84 nha 200 ngàn. Được rồi, được rồi, gì? Bước ra đi. Hoài luôn nha, hoài cái cây đó nè. Gì mà nó nổi đâu. Bưng dưới. Bưng xuống dưới. Mã số mấy? 85. Mã 85. 60 là số 1 cho 85. Tặng 150 luôn. Thôi thôi thêm chứ mới đổ thôi nè. 85 chốt 150. 60 đồ số 1 của chị em mã 85 150 ngàn. 86. 60 65 cái vừa chị em mã 86 240. Áo đẹp cực kỳ luôn. 60 65 cái vừa 86 240 ngàn. Đẹp quá. Nhớ chốt để cho con mẹ. Chơi nói với bạn thì mày chơi rồi chết. Mấy chiếc hộp em mấy? 86. 240 ngàn, đẹp quá trời luôn. 86 với 240, 60, 65 cái vùa. Khỏi gỡ để quăng lại đi. 86 với Hồng Ngọc. 87 với 240. 'Trời hàng đẹp không mới chơi. Vét đây, vét đây. Rồi 6165 cái vừa. 87 giùm em giá 240 ngàn luôn. Lẻ tay nha. 6165 cái vừa. 87. Nguyên set luôn, kèm mấy cái bên trong. 240 ngàn. 87 giá 240. Hồng Ngọc 65 kìa. 87 với 240, 87 240 nghìn. Tám mươi tám màu cam. Em là 86. 88, áo sơ mi bên này. Màu cam nha. 6165 ký vừa luôn, 88. 240 nghìn, trời ơi vải đẹp quá trời luôn trời. Chị ơi qua mã 65 nãy giờ rồi không biết có hay không, kiểm tra chị đó có không? Chứ không có rồi chứ ai. Rồi 88. 6165 cái vừa trên 88. 6165 cái vừa 88, nguyên set luôn, 240 nghìn. 87 chứ Hương Thành. 88 với 240. 89. 6165 cái vừa cho em 89, 250 ngàn.
đẹp cực kỳ luôn. 89 với 250. 89 với 250 em. Má 90. 88 với ngàn lệ. Má 90. 60 đổ xuống một vùi cho má 90 200 240. Anh chị đã ra cưng. Lê Phương Kiều. Má 90. Cái Lê Phương Kiều lên số ạ. Chiếc Phương Kiều lên số em chơi. Mã 90 với 240. 50-60kg vùa. Mã 90 89kg với 240. 91. 65-70kg vùa. 65-70kg vùa cho em. Mã 91 ống loe đây. 340.000. Mã 91 340. 65-70kg vừa. 91. Cái này Phương Kiều anh nghe có em gửi nha chứ. Giá 340. 92. Màu đen nè mấy chị nào qua đời màu da màu đen của em đâu trời. 53-60kg vừa. 150. 53-60kg vừa cho em 90. 250. 92-50.000. 93. 270.000. 60-65kg vừa cho em 93. Giá là 270 sọc bút berry. Trời nó sang vô đói luôn. 60-65kg vừa. Mã 93. Kèm áo dây bên trong. 270.000. Mã 93. Giá 270. Ờ dưới áo dây gì dưới đó gì nhỏ? Áo đen kìa. Mã 92 màu đen kìa, tấm chốt. Màu đen có trắng rồi. Chín mươi em hết nha cha. 92 không kém không chốt được. Rồi không được thì bỏ qua đi rồi 93 nè. 93 giá 270. 94 nữa em. 235.000 trời mã này nó sang với trời. Rút dây nữa trời. 94. Ủa quá đẹp em. Ê để mang được nha. 94 nữa em. 50-60kg vừa cho mà 94. 230. Cột dây đây nè. 50-60kg vừa cho em em. Mà 94 với 230.000. 94-230. 94-230 nè nha. Đầm phố ý đồng xếp vô này nó mới về. 95. 55-65kg vừa cho em 95-130.000. 55-65kg vừa cho em 95. 130 gì? Tốt là sao? Bị phước hồn luôn. Mã 95 giùm em. 210 em còn màu cam mà chứ ơi. Mã 95. Chút 130.000. 95-130. 96. 95 chứ hơn dạ. 65-70kg vừa trên 96 chút 240. 65-70kg vừa. 96. 240.000. Bên em không có gái lấy nè chứ em. Bên em không có gái lấy nè chứ ơi. Quỷ chương trình gái lấy hết chết. 65-70kg vừa trên 90. 6. 240. 97. 220. Trời ơi, rùa màu đen. 65, 55, 65kg vừa. Sống gì đây. 96 chứ xa xa. Nhân Hồng ơi, địa chỉ shop em là đường Phan Văn Trị, quận 10, trong khu Cityland nó chết nhưng mà không có ghé lấy hàng rồi chứ ơi. Chốt quá mấy chị chốt rồi, xong rồi nhà em gửi hàng cho mình nha.
Rồi 220 ngàn em luôn mã số 97. 5565 kiếp vừa cho em 97 220 quần dài. 97 chốt 220 ngàn. 97 220. 98. Chốt 235 ngàn luôn. 65 đổ số 1 vừa cho em 98. 5565 kiếp vừa. 98. 235 ngàn. 5565 ký vừa trên 98. 235 ngàn. 98 235. 99. 6165 ký vừa trên 99. 204. 6165 kiếp vừa cho em 99. 240 ngàn. 6165 kiếp vừa cho em 99. 240 ngàn. Ê Hồng nghe 5963 không chơi. 5963 kiếp vừa cho em 99 nha 240. 99 nha 240 ngàn. Nghe cho sáu mươi lăm số bộ chị mà 90 mấy nè Minh Anh. Dạ 100. Mã 100 giùm em nha. 65 là số bộ chị mã 100. Chốt 160 ngàn. Mã 100 chốt 160 ngàn. Làm gì làm nha, em muốn quần áo kỹ lưỡng nha. Cái là tối kiện nhất con đó nha. Rồi cứ nó khuôn viên nó ăn riêng. Rồi lấy đầu nó lên. Sao không lao? Không có biết nó đổ, không biết đổ nhận luôn. Ăn bất cứ gì đó. Với chị em anh này là mã số 1. Mã số 1 em. Đi xuống đi. 6165 ký của chị mã số 1. Lên thành phố giao hàng nhanh có khác. Mới điện hôm qua hôm nay nhận được hàng rồi. Cảm ơn chị Linh Thùy. Đúng rồi mấy chị. Tại sao mà phải di chuyển xa xôi lên đây? Nói chung là so sánh giữa lợi ích ở đây và ở dưới nên tụi em mới quyết định lên đây chứ chị, chứ không khi nào mà tự nhiên mình ở đây ổn định rồi. Cà Mau là tụi em làm rất là ok luôn, mọi thứ vô khuôn khổ trơn luôn, mà bây giờ là làm xáo trộn mọi thứ lên hết trơn luôn để di chuyển đến một cái nơi lạ nơi xa là có nhiều cái vấn đề, nó rất là tốt luôn. Gửi hàng đi nhanh là một, hàng người ta sản xuất vừa ra xưởng vừa ra nhà em sẽ nhập về liền lẹ luôn. Trong thời gian di chuyển từ đây về Cà Mau mình nó mất hết một ngày rồi. Bây giờ ở Sài Gòn, từ bên xưởng ta đưa qua là xong liền luôn. À, dạ ok, nhưng trong đến kiểm tra đưa cho chị nha. Từ bên xưởng qua đây là trời, 1 phút 20 giây là tới liền của chị. Nên đồ là siêu nhiều luôn, chất lượng và vải là ok. Có nhiều thứ lắm mấy chị, nên lên đây là ok tô. Rồi, mã số 1 giá là 204. Mã số 2 là màu đỏ. Mã số 2 60-65 ký vừa cho em mã số 2. Cái này chứ ai? Đó đó, ừ. Này được 2 bộ số 1 nè. 24. Rồi số 2. Số 1 chứ tầm thành chứ nghe lê. 65-70 ký vừa cho em số 2 giá là 270. 65-70 ký vừa cho em số 2. 270 ngàn, ôi giờ sang quá trời luôn. Dạ đúng rồi chế. Số 1 em hả? Số 2 em. Chúc 270. Set 3 món. 65-70 ký vừa số 2. 270 ngàn.
số 2 với 270. Rồi số 3. 6165 cái bùi chem ở số 3. Số 2 cho chế Nguyễn Thúy An. 300.000. 6165 cái bùi mềm ở số 3. Giá 300. Mã số 4. 5964 cái vùa đầm cổ vest màu đỏ đô quá đẹp luôn. Mã số 4. 596364 cái vùa kề dây cột luôn, 250. Mã số 4 với 250. Đây là cộng dây nha mình. Mã số 4 với 250. Mã số 5. 6165 cái vùa mã số 5 với 240 nè. Bị thiếu còn sót một bộ nè. 6165 cái vùa cho mã số 5 với 240. 6165 cái vừa chơi mã số 5. 240.000 chơi mà có đơn nha, bao đẹp luôn. 6165 cái vừa chơi mã số 5 với 240. Mã số 6. Đội chứ nào hỏi ngố xước 210 rồi nè, 220 chứ. Chút 215.000 chị. 5565 cái vừa chơi mã số 6. Thư kêu cái gì? Số 5 cho chế bị 5565 ký vừa chè mã số 6. 210. Nhỏ nó quên sự nghiệp luôn rồi. Thư bộ bi đưa liền chết anh. Bộ bi 3 món. Ờ có ai hết rồi chị ơi. Rồi mở số máy nha. Số 2 hết nha chế ơi. Là chế lên bi kèm cái nặng chế nó có đơn nha, 270.000. Sáu mươi đổ xuống một vừa giùm em. Số xá chế Tân Thành. 55 cho đến 70 kg vừa luôn. Bi kèm cái nặng giùm em xếp 3 món. Chốt cái chế giá là 270.000. Số 8 giùm em nha. 150.000 giùm em. 5565 cái vừa số 8 150. Số 8 150.000 giùm em. Năm năm sáu năm ký vừa chơi mã số 8 ai vậy? Ai giờ? Năm năm sáu năm ký vừa chơi mã số 8. 150.000. Đừng có nói cái vấn đề gì. Bỏ ra 3 5 phút gì đó để phục vụ cho mình. Chứ đừng nói chữ làm ai cũng làm hết trơn á. Rồi. Gì? Không cho nó không bán. Để nhà ngoài mua. Rồi số mấy nè? Số 9 giùm em nha. 5565 cái vừa cho em số 9. Chúc với chị giá là 170.000. Số 9 170 em. Số 9 170 em nha. Cái đó để vô nứt nó bành luôn chứ đó. Lạnh quá nó nứt à. 52, 58 cái vừa. Nhưng mà lâu đâu lắm. 52, 58 cái vừa em nha. Mã số 10. Chốt với chị giá là 220.000. Mã số 10 với 220. Số 10, số 10 em 220.000. Số 10 với 220. Rồi 11 giùm em nha. 11, 11. Nó đâu có đủ đồ hết đâu. Qua chứ nó không hết thời gian rồi đâu có đi được đâu. Trong đó có nhiều là gom hết nhiều đó. Mua cho nó không hết. Rồi 62 đồ số 1 của cho em mã số 12. Chút 200.000.
Mã số 12 giá 200. Mã 12 giá 200 ngàn giùm em. Mã 12 giá 200. Mã 13. Sáu mươi hai đồ số một vừa cho em. Mã mấy nữa nhỏ? 13 200 nghìn luôn. Mã 13, 13 giá 200. 13, 13 giá 200 dùm em nha. 13, 200 nghìn. 13 giá 200. Rồi 14. 12 cái mẻ nhân chồng. 50, 58 cái vừa cho em mã 14. 190. 50, 58 cái vừa cho em mã 14. 190 nghìn. 14, 14 chốt 190 em nha. 50, 58 cái vừa. Ê sơ mi màu đùi nó còn màu gì vậy nhỏ? Kề đi cái màu đó, màu vàng, màu hồng đó. Ờ cứ nó mới cầm đó. 1 bộ trời. 14 cái xuống. Rồi 15. 65 số 1 vừa mã 15. Con ngủ trễ nữa sao? Con thường ngủ trước nữa luôn nè. Nhắc bên không ta là con ngủ trước thế. Đó nhớ là gần 2 giờ 1 giờ 50. Dọn con kinh chảnh á. 65 độ số 1 vừa dùm em. Mã 15 200 ngàn. Mã 15 với 200. Mã 15 thôi Soka dám đuổi theo trái này đó không? Mã 15 giá 200. Mã 16 màu đùi này chết, vải này đẹp lắm luôn. 15 có 1 bộ rồi nha. Rồi 16. 65 đổ xuống 1 vùi cho em mã 16. 200 nghìn. Hết 15 rồi chơi. 65 đổ xuống 1 vùi cho em mã 16. 200. 65 đổ xuống 1 vùi cho em mã 16 giá 200 nghìn. 16 giá mình liền. 16 giá 200. 17 em hết 15. Giá 200 nghìn 17. 65 đổ số 1 vừa trên mã 17 giá 200. 17 17 giùm em giá 200 nghìn. 65 đổ số 1 vừa cho em mã 17 giá 200. 17 17 giá 200 nghìn em. 65 đổ số 1 vừa. 17 giá 200. 16 cho em nghỉ. Rồi 18. Chốt 250 luôn. 18 18 giùm em. 60 kia đổ số 1 vừa cho em mã 18. 250 nghìn. Mã 18 với 250. Mã 19. 17 với tiếng hôn phạm. 60 70 kg vừa chem mã 19. 140. 60 70 kg vừa chem mã 50 60 kg vừa chem. 50 60 kg vừa chem mã 19. 200 với 140.000. Mã 19 140. Mã 20. 55 cho đến 50, 55 62 kg vừa. 55 62 kg vừa em. 55 62 kg vừa giùm em. Mã 20. Chốt 230 000. Mã 20 với 230. Mã 20 với 230. Mã 21. 170 000 Latin. Năm lần số 5 kiếm của chị mã 21. Chúc với chị giá là 170 ngàn. Giờ đỏ đó, hai đứa nhập lại nó còn giữ nữa. Nó chạy lên xuống một ngày chắc 1 ngàn rồi. Nó gột nhau á. 20 với tiếng hôn phạm. Nó dắt nhà đi phá chứ. Nó dắt nhau đi khám phá. Chứ đỡ là một đứa này nó còn nhát nhát. 62 đổ xuống một vừa cho em mã 23. Chốt với chị giá là 250. Mấy chị nay mặc đồ like mấy chị.
Mã 23 giá 250. Mã 23 giá 250 nghìn em. Mã 23 giá 250 nghìn nha. Thằng kia là nó lì. Là nó không có nghe nói đâu. Ờ. Không làm bằng nhóm này em nó lì hơn. Kêu nó cả chừng 5 tiếng nó mới quay mặt qua nó nhìn. Ê, hồng số 2 chị nào nhỏ? Đây nè. Rồi, lấy dưới rồi. Ủa dưới còn hả? Sao nó còn nằm ghế trên đây? Hai bộ cục dính nhau kìa. Rồi. Mất có mấy? 53, 59 kg vừa cho em ở 24. Chốt với chị giá là 320 nghìn. 54, 320. Ê. 24, 320. Đúng rồi. 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 Cái nhỏ bạn gái ơi. Rồi bạn mấy nhỏ ơi. Hả? Chắc cô bỏ có 54 vậy lên 55 luôn. 55 giùm em nha. 50 60 kg của chị mấy 55. $140,000. Mã 55 140. Mã 56. Mã 56 giùm em. 56 165 kg vừa cho em 56. Chúc mấy chị giá là 320 nghìn. Mã 56 320. Mã 56 320 nghìn đây nha. Mã 56 320. Mã 56 320 rồi mới chơi. Bây giờ em lên là cái quần 210 nha. Ai chút nữa thì chốt nha, rồi em tắt like đây nha. Chốt quần 210 rồi lên 210 cho em đi, rồi em tắt like. Rồi xong rồi trưa nay rồi sẽ lên hàng cho mình mới nữa. Hàng đang về quá nhiều luôn. Đang soạn hàng khui hàng ở dưới đó mấy chế. Nè, quần là quần 210 luôn nha. Quần 210 chị em kèm căng nặng giùm em là có đơn. Nó là cái quần này là quần legging cao cấp. Nó là hoàn hàng Quảng Châu. Mặt siêu co giãn luôn nha. Form rất siêu co giãn luôn. Quần rất là đẹp luôn chứ. Lo cho em ở đó là mã quần kèm căng nặng. Quần kèm mặt giùm em nha. Rồi em mặc mã sọc này nữa là em tắt like. Thì em mà chốt được cái gì thì chốt giùm em luôn nha. Sọc này 55-65kg vừa cho em mã sọc 250 nghìn. Bấm nhỏ lại coi ngủ quá ha. Rồi như gì thường bấm nhỏ lại. Tắt luôn rồi. 55-65kg vừa cho em mã sọc. Giỡn mặt. 250 nghìn. Sọc 250 cho em, sọc 250. Sọc 250 giùm em. Lỗ tai để quên với Cà Mau rồi. Để chiều gửi lên. Sọc giùm em nha, chị ơi, sọc giùm em 250 nghìn. Rồi, chốt giùm em liền nha. Rồi em tắt like đây. Sọc 250. Em có sọc với bi luôn. Quần 210 thì cứ chốt quần giùm em là có đơn. Quần kèm cái mặt giùm em là được nha. Bi lắm chứ. Sọc với bi. Sọc cái tiếng hôn khoảng. Sọc với bi 250 nghìn. Đẹp lắm á trời ơi. Màu nhìn là em chịu liền á mấy chế. Chút liền không đừng suy nghĩ nha. Rất đẹp luôn. Sọc 250 cho em, sọc 250. Rồi bi. Bi 250, bi 250 giùm em. Bi 250. Hai quần chiếc thoa trang trần kìa. Chiếc thoa Thảo trang trần lên số giúp em ạ. Thảo trang trần lên số hội cho em. Anh chị đã ra chị khách quen vô trang mới rồi. Chị lên số hội cho em đi chứ. Quần ok chứ tiếng luôn bạn. Rồi bi giùm em nè, bi giùm em. Quá đẹp luôn. Bi 250 nghìn. Chốt bi lên bi giùm em nha. Chốt bi lên bi thiệt sự. Cái quần này là siêu đỉnh luôn á chứ. Quần là siêu đỉnh luôn á. Phương bỏ có sọc không kìa. Có chứ em đặt rồi ạ.
đây coi coi giãn như nè, mặt sướng đã lắm mấy chứ ơi, mặt cái quần này sướng lắm, tập 1m62 không bị ngắn, 1m62 là không bị ngắn nha. Thảo Trang Trần lên số hội cho em, Thảo Trang Trần ơi. Rồi em tắt like nha mấy chị nha. Em chờ em kiểm tra nha chứ. Em tắt like đây, trưa nay mình vào tiếp mấy chị ơi. Bye bye mấy chế. Rồi tóc em mới gọi nó xù nè, xù mì dữ rồi.